Alo, cô Tiên hả? Dạ, con là Thiên đây. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, số tiền mà cô gửi cho con á rất là kịp lúc. Dạ, con có thể xoay sở mọi việc ở công ty ạ. Cô nói sao vậy? Chuyện của con không có liên quan gì tới ba hết. Cô đừng có nhắc tới ba nữa. Dạ. Dạ. Sắp tới ngày giỗ của má con nhớ mà. Cô sẽ về Việt Nam à? Dạ. Dạ. Chào cô. Lại một năm nữa kỷ niệm ngày giỗ của má. Ủa, sao nay giám đốc về sớm dữ vậy ta? Đời tôi sinh viên sao hôm nay giống ô xin. Đời tôi sinh viên sao hôm nay giống. Trời, giống ở đợ vậy trời. Dì Bảy hả? Dạ con Nhi nè. Dì Bảy khỏe không? Dạ dì Bảy cho con gặp má con một xíu đi. Vậy hả? Má con đang ở bển chơi hả? Dạ. Dạ. Má hả má? Má khỏe không? Dạ con khỏe. Ba cũng khỏe hả má? Rồi hai anh con cũng khỏe luôn phải không? Vậy hả? Dạ. À, dạ rồi, má dặn con mua mấy cái gì á là con mua xong hết rồi. Để con gửi về cho má nha. Dạ. À, con không có về được. Dạ tại... Tại... À, tại con làm giám đốc mà. Dạ, má biết hôm làm giám đốc bận dữ lắm. Phải lo cho nhân viên cấp trên, cấp giữa, cấp dưới, tùm lum cấp hết trơn á. Thành thử là đâu có thời gian để về quê thăm ba má đâu. Dạ. Hả? Ba má lên đây hả? Thôi 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 thôi. Má đừng có lên, ba đừng có lên. Tại vì con bận quá đó. Rồi ba má lên đây nè, con đâu có thời gian để mà đưa ba má đi lòng vòng để mà biết cái Sài Gòn này nó buồn cỡ nào đâu. Dạ. Con nói má nghe nè. Alo. Alo. Rồi tút tút nữa rồi. Lần nào gọi điện thoại về cũng bị má giận má cúp máy. Mai mốt trời hả, nó không thèm gặp mặt, nó chửi chết luôn. Dạ xin lỗi. Tại sao cô làm vậy? Dạ xin lỗi giám đốc. Dạ đây là lần đầu tiên mà giám đốc nhìn thấy á. Là sao? Tóm lại là cô làm việc này mấy lần rồi? Dạ em hứa là lần cuối cùng, em xin lỗi. Xin lỗi? Bộ cô tưởng chuyện gì có thể xin lỗi là được à? Dạ mình có lỗi mình xin lỗi là được mà giám đốc. Nhưng mà tôi thấy không được. Dạ vậy em hiểu rồi. Em còn có một tờ cho em gửi. Cô làm gì vậy? Dạ em gọi điện thoại ra miền Trung. Cất tiền vô cho tôi. Dạ. Bộ cô tưởng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền à? Dạ đúng rồi, đồng tiền là có sức mạnh vạn năng á. Em gọi điện thoại đường dài mà giám đốc. Nhưng mà tôi thấy không được. Dạ vậy em hiểu luôn rồi. Giám đốc ơi, dù nghèo nhưng có lòng tự trọng cao lắm. Ngày mai á là hết tháng rồi, giám đốc ráng cho em làm hết luôn nha. Rồi em để cái tờ đơn ở đây nè. Đơn gì? Dạ đơn xin nghỉ việc. Khi không sao xin nghỉ việc? Dạ tại có lỗi xin không cho, đưa tiền lấy là nghỉ việc à. Trời ơi, ý của tôi không phải nói là cô đã sử dụng cái điện thoại này. Dạ. Mà ý của tôi là tại sao cô không chịu về thăm ba má cô, mà cũng không cho ba má cô vô thăm cô nữa. Cô có biết còn gia đình yêu thương là hạnh phúc lắm không? Dạ biết chứ em. Biết à? Biết mà tại sao làm vậy? Em cũng không biết nữa. Cô có biết như vậy là bất hiếu lắm không?
Dạ biết. Biết mà sao vẫn làm? Em cũng không biết nữa. Giám đốc này làm người ta hết hồn hết vía à. Khăn lau bàn. Nước mắt nó rớt xuống bàn nè. Có cái gì nói từ từ người ta nghe. Đập bàn. Khăn lau nước mắt đó. Nè, có chuyện gì từ từ nói nha. Cô đừng lấy nước mắt ra hù dọa tôi đó. Tôi có biết bơi đâu. Dạ cho em gửi. À, cô để dành xài luôn đi. À, dạ thôi để em giặt xong rồi em trả giám đốc. Mà giám đốc đừng có thấy em vậy rồi coi thường em nha. Nhà em là thuộc dạng nhất hạng đó. Cái gì? Nhất hạng? Nhà em nhất hạng ngoài Trung á. Nhất hạng? Nghèo á. Giám đốc thông cảm đi, tại nhà nghèo quá mà ba má cũng vất vả lắm mới cho tụi em ăn học tới nơi chốn vậy nè. Giám đốc ngồi chơi đi, lâu lâu có dịp gặp em tâm sự giám đốc nghe. Ngồi ngồi đi giám đốc, tự nhiên đi. Tại vì á, ở nhà nghèo khó quá mà ba em nói là con gái muốn đổi đời là phải ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Rồi giám đốc biết sao không? Hai ông anh của em hy sinh luôn. Hy sinh việc học để cho một mình em học. Mà ta nói ngoài đó nghèo khó quá, cái đậu được đại học là một cái niềm vinh hạnh thật là lớn luôn á nghe. Nguyên một cái làng em có mình em đậu à. Xong rồi vô đây học á hả? Cái hai anh em phải nghỉ học luôn. Rồi ba má em mới gửi tiền chắc chiêu vô đây cho em ăn học. Em thấy hai ông bà, má em thì mập mạp phốt pháp lắm, nhưng mà yếu ở trong người á, bệnh hoài à. Còn ba thì dong dỏng cao vậy đó, xương sườn xương sóc gì ta nói hả, té cái muốn gãy vậy đó. Thấy hai ông bà cứ gom tiền vô trong này rồi em thấy xót xa quá đi. Em nói thôi ba má đừng có gửi tiền vô nữa, tại vì gửi tiền vô như vậy á rồi cực khổ lắm. Nhưng mà tại trong Sài Gòn này là dễ sống mà, tiền ba má gửi vô cho con 2 tháng thôi là con gom góp lại, con hùng hạp làm ăn với tụi bạn, vốn con mạnh nhất nên con làm giám đốc được không? Thì đó mà ở trong này yên tâm đi làm ô xin cho giám đốc. Đáng lý ra là cô phải học hành cho nó đàng hoàng để còn lo cho tương lai của cô, còn lo cho ba má cô dưới quê nữa chứ. Em biết chứ, em chỉ học là kiểu như học phân nửa thời gian, còn phân nửa thời gian em đi làm. Tại vì trên cái Sài Gòn này khó sống quá đi. Nói cho giám đốc hình dung vậy nè, tưởng tượng là một tấm vách dán ép ha. Ở bên đây một tấm, bên đây một tấm, cái mình ở chính giữa, bên đây cũng có 2 người ở nữa. Thì coi như là ở đây mà mình làm cái gì á là ở hai bên này nó biết hết, mà tụi nó làm cái gì em biết hết. Thậm chí nó yêu đương nhau, nó làm gì em biết hết luôn. Yêu xong rồi thôi đi, yêu xong rồi ta ghen. Ghen thì thay vì vậy giống như em với giám đốc, thí dụ như đang yêu nhau đi thì mình cứ trình bày đúng không? Mình phân tích lý rẽ cho mình hiểu nhau. Còn này em có, nó đánh nhau chà mèn ơi. Nó đánh, nó lấy dao, lấy búa, lấy gì tùm lum, nó đánh kẽn kẽn kẽn. Em tưởng nó đâm lụng lách, chắc là đụng em liền. Khổ tâm lắm, ăn cơm á đâu có dám ăn đàng hoàng như người ta đâu. Bới tô cơm 6 giờ chiều 12 giờ đêm chưa hết nữa. Sao cô không ăn nhanh nhanh đi đứa, ngồi đó ăn từ từ chứ vậy? Ủa nói vậy giám đốc không hiểu hả? Đâu phải là giám đốc thì cái gì cũng biết đâu ta. Vậy nè, ông bà xưa mình có cái câu á là trời đánh tránh bữa ăn, giám đốc biết không? Đó, thì ông trời ông còn tránh em mà, đương nhiên là nó đâu phải ông trời, nó phải tránh em chứ. Hoàn cảnh của cô như vậy thiệt á. Đi làm về rảnh á, ngồi buồn suy nghĩ chuyện vẩn vơ. Dạ giám đốc đừng cười em chứ, tại vì rảnh quá không biết làm gì. Em cũng suy nghĩ bậy bạ, nhưng mà đôi khi em cũng có mơ ước nữa giám đốc. Em mơ ước một ngày nào đó ha, em học xong cái em đi làm. Em đi làm em được thăng chức từ từ, biết đâu em thành giám đốc. Rồi một ngày nào đó em trở thành tổng giám đốc luôn á giám đốc. Hiện giờ cũng là giám đốc rồi đó. Dạ đâu có, mơ ước thì dễ thôi, thực hiện khó lắm á. Đi nè. Em sơ ý, em xin lỗi. Không sao đâu. Cô làm ở phòng thiết kế đồ họa mà. Dạ. Sao tới đây dọn vệ sinh vậy? Dạ tại vì con thím tư đẻ nên em phải làm. Cái gì? Cô đi đỡ đẻ hả? Đâu có. Cô mới nói. Không không không. À con của thím tư đẻ cho nên em làm việc của thím tư. Em vô đây em dọn dẹp. À. Con người của cô cũng tốt bụng lắm đó. Dạ. Công ty của tôi may mắn mướn được cô. Nhưng mà tôi thấy hoàn cảnh của cô như vậy khó khăn quá. Cô. Dạ. Lại đây. Có chuyện gì em? Thì lại đây. Giám đốc làm gì vậy? Quá à. Em lỡ em không cài nút trên, giám đốc cũng làm chuyện kỳ. Trời đất ơi.
cô tưởng tôi làm gì cô? Chứ trong vòng này có hai người giám đốc kêu là giám đốc làm gì là làm gì? Trời ơi, cái chuyện này tôi muốn nói nhỏ với cô. Phòng có hai người nói bự đại. Nhưng mà tôi muốn nói nhỏ, tôi thích nói nhỏ được không? Được. Ừ. Giám đốc mà. Hiểu không? Dạ không. Không hiểu sao cười. Giám đốc nói gì nói lớn lại đi, cứ nước miếng văng ướt nhem luôn. Nghe lại nè. Dạ. Trời ơi chết à giám đốc ơi. Có cái gì đâu mà chết. Chết thiệt á. Cô không muốn thấy ba má mình vui vẻ à? Dạ muốn, nhưng mà ở đây là... Muốn là được rồi. Phiền. Tôi cũng muốn nữa. Phiền giám đốc. Hãy cho tôi nhìn thấy không khí gia đình của cô đi. Không phải phiền em đâu em. Nhưng em... mà bây giờ tôi muốn thấy, tôi thích thấy được không? Dạ được. Ừ. Giám đốc mà. Đây là lệnh của giám đốc. Alo, dì Bảy hả? Cho con gặp má một xíu đi. Má ơi má. Cô vui lên coi. Dạ, má ơi, má lên Sài Gòn đi, ba với má luôn. Dạ, lên liền. Con lấy liền. Xe con đón ba đúng má rồi, nghe. Đúng dạ, đúng dạ. Ôi, con mời má lên cầu thang. Ừ, đỡ má lên con. Chà, đi ra leo cầu thang. Mệt, nhà nào đâu. Trời Phật ơi, lộn nhà rồi. Đi ra. Dạ, nhà con. Cái gì? Nhà của con. Dạ. Thật mẹ ơi. Ông ơi. Ba ơi. Ông à, ba mày mới đi đâu rồi, coi chừng ông đi lạc đó. Ủa, sao ba đứng đây vậy ba? Đâu? Mày mờ mé mày chứ mày có mờ tao không? Cái gì mờ tôi? Con mời ba lên nhà. Trời Phật ơi, mệt ông ghê vậy. Sách có cái vỏ đi cà lết. Nhà người ta mời mình mới vô chứ. Không mời ai dám vô. Ông yên được cái được không? Yên trời chứ. Ơi, cái nhà sao mà đẹp quá trời, nhà của con Di nè ông ơi. Cái này đâu phải cái nhà. Không lẽ cái nghĩa gì hả? Mới vô cái đâm hơi rồi. Gì Nam ơi? Nhà gì vậy? Tố hù vậy mà nhà đẹp đẹp cái gì vậy? À, ủa dạ, sao để con mở đèn lên. Mở trời, đèn đi con. Mở ở đâu con không biết. Trời đất ơi. Mở đâu rồi? À đây rồi. Wow. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy cha? Cha già vũ đạn nè. Cái gì? Tôi nói bà đừng nói người khác nha. Cái gì? Bà mà nói người khác biết, người ta sẽ nói bà dị đoan mê tín nữa chưa? Cái gì? Cái nhà không mở đèn nó tối, mở nó sáng ghê không? Sáng ghê thiệt. Thật ơi. Mắc cười quá. Lên ghế ngầu. Trời đất ơi, cái nhà đẹp. Lên ghế ngầu. Trời ơi, ngồi đây coi mới đã. Lên trên đây ngầu coi cũng được. Ông sao kỳ, tôi nói ngồi đây coi mới đã mà mệt ông quá đi. Thiệt không? Wow, cái nhà sao mà nó đẹp quá ông ơi. Wow, đẹp kìa. Trời ơi, thấy cái đầu tóc ông không à? Ngồi trước mặt làm sao tôi thấy? Thì tại bà nói ngầu đi coi mới đẻ. Đẻ? Ở tôi mấy chục năm mà mỗi lần hãy ho nói gì cái đẻ. Mấy đừng kênh mới bị đẻ. Mệt ông quá. Em là bà nhái tôi miết nè. Nhái cái gì? Tôi nói ông nghe, ông kiếm chuyện với tôi nha. Từ ở ngoài quê tới bây giờ ngồi trên xe là kiếm chuyện hoài nha. Đâu kiếm chuyện gì? Ăn đồ ở ngoài quỷ. Từ ngoài đấy vô đây bà toàn dựa tôi bà ngủ hả bà? Dựa ngủ cái gì? Thì tôi dựa ông, tôi ngủ tôi dựa người khác là ông chửi tôi hả? Dạ. Nói gì cũng nói. Dạ thôi tôi... con mời má lên ghế ngồi. Trời ơi. Dạ. Ghế ngồi. Thấy chưa? Thấy con Nhi nó lớn nó đẹp giống tôi nhỏ quá trời. Nghe khen vậy là hiểu tương lai con tôi ra sao rồi cái gì? Ba. Nói chuyện nha. Rồi, má lên ghế ngồi đi má. Nó sẽ trở thành những cô gái chuyên gia. Dạ. Ôi, nhà sao mà đẹp quá con ơi. Dạ. Chà, êm quá. Ba, sao ba nằm đây ba? Cái gì vậy? Hai lần rồi hả mày? Mày mờ má mày không, mày không bao giờ mờ tao nha. Hả? Tại sao vậy? Mày coi má mày trọng hơn tao hả? Cái gì? Xin lỗi mày, tao báo cho mày biết một tin nha. Trước khi má mày đẻ ra mày, tao là người mệt trước rồi nè mày. Má, trời ơi, sao ông kỳ quá vậy ông? Chị qua. Kiếm chuyện hoài à? Cứ mờ má mày ngầu, không mờ tao. Qua trời. Trời ơi. Gì vậy ba? Ông làm cái gì mà tôi giật mình hoài vậy? Ghế gì mà nó lún dữ vậy? Ghế nệm đó. Ghế nệm của ta, tôi ngồi không đúng, ông ngồi không đúng. Qua sao nó ngầu nó lún này? Bởi vậy. Wow, trời ơi, nó đẻ gốm thiệt à. Đẻ gớm luôn.
Trời ơi, cái bộ ghế của người ta đẹp vậy, ông đưa cái chân ông lên, để cái chân ra đi. Trời ơi, lấy cái chân xuống đi, cái chân thúi quắc hà. Em đừng có chơi cái chân tôi thúi mà tấu nào cũng đè ra hử. Hửi hả? Bây giờ mới bắt đầu hửi nè, bây giờ mới bắt đầu hửi đồ. Quá quá, tao tao chết chết. Hửi chưa? Tôi hửi cho nghe. Mới vừa quen bà đó là cha tôi đã đi coi rầu, coi tuổi rầu, cha tôi nói không có hạp. Ông thầy nói là cái tuổi không có hạp, tôi ráng tôi cãi lời thầy. Đó bây giờ cãi thầy núi đè đó. Núi nào, ông nói ai núi? Cái núi quá dễ thương. Dạ, má con mời má uống nước. Cho ly trà đá uống cho đi. Ba không, ba mày á, ổng vậy. Tại má ngồi gần con mà ba. Mày không mời được một câu, mời ba má uống nước à? Sao mày mời có từng lễ tẻ à? Lễ tẻ. Dạ. Nè, uống đi. Con thèm uống. Uống thôi. No rồi, người này cũng không thích nạp nước. Uống kệ ông. Trời ơi Nhi ơi, má không ngờ nha, con lên ở trên Sài Gòn mà con làm chỉ có mấy năm thôi mà con tậu được cái nhà gì đó, phước đức ông bà để lại biết bao nhiêu ông ơi. Dạ. Má mừng quá con ơi. Má nói con nghe. Dạ. Ở dưới quê của mình á bây giờ á còn nhiều người khổ lắm nghe không con. Mai mốt bà với má về á con cho bà với má chút đỉnh để cho bà con chùm sớm nghe con. Dạ. Được không con? Dạ được. Con có nhiều tiền là con cho ba má hết luôn. Đó, thấy chưa, ông thấy con gái tôi không? Chứ đâu có phải như thằng con trai của ông á. Mấy thằng con trai mắc ôn của ông á. Không có làm cái gì tôi coi được hết trơn trời. Mệt ăn quá. Ăn rồi cứ chửi tụi nó hoài nha. Chửi cái gì, tụi nói không phải là sao? Dẹp đi. Tôi dẹp đi. Trời ơi, có con cá nó nằm ở trong cái thùng ông ơi. Trời ơi, con cá nó lạ quá vậy ông ơi. Già rồi mà không phân biệt được cái gì hết. Cái gì? Cái đó mà cái thùng. Cái gì? Cái này là cái nầu. Người ta nấu, đang nấu lên nước nó sâu một ục kìa. Vậy không? Sao lạ quá vậy ông? Ở đây nó nấu bằng nầu vuông ha. Lạ quá ông ha. Mà sao lạ ấy? Trời ơi. Ê, nắm. Cái gì vậy? Nắm rồi phỏng tay bây giờ. Đúng rồi. Wow. Cái gì vậy ông? Sao nó lạnh ngắt vậy? Ba ủa má. Sao nước nó sâu hùng ục mà lạnh ngắt vậy con? Sâu quá, trường quá đất dạ. Vậy con? Cái này không phải cái nồi hay cái thùng đâu mà là cái hồ kiến nuôi cá đó. Ủa. Bần này nè, oxy đó, người ta thả vô cho con cá nó thở nè, thấy không? Ủa mấy cái bần bóng mà thổ lên đó là oxy hả? Dạ. Rồi. Tôi sẽ phát hiện ra cái đây rồi tôi kể để tôi chỉ cho bà rồi bà về quê bà nổ nè. Sao không? Cái oxy mà để cho cá thở mà ở trong đó nó thổi bong bóng lên á đó, đó là oxy non. Còn oxy sức ghẻ là oxy già. Mà sức vô ghẻ nó cũng thổi bong bóng đó. Cái kỳ mà ông có ghẻ tôi mua ông đó, đó, ông. Đó là oxy già. Trời ơi ông vậy mà ông nhớ cái ai mà thấy tôi phát hiện hay không? Hay quá. Chứ đâu phải tôi là nhà quê. Dạ. Ba má đi đường xa mệt không? Quá mệt luôn con ơi. Dạ. Thức á. Từ sáng tới bây giờ con vậy hả? Má mệt quá trời. Mà bị cái ông này ông lằng nhằng hoài mệt quá con. Vậy bây giờ má vô trong má tắm đó cho khỏe nha. Phải tắm nó nói phải. Bà cũng nên tắm đi. Thì đi tắm. Hồi nãy tậu cái ông mà ngầu gần bà đó. Sao không? Trời ơi ông dựa vô bà ông ngủ mà sao mà tới Sài Gòn rồi kêu ông xuống nhất định ông không xuống. Sao kỳ vậy? Chửi thằng lơ xe ông nói tao đi tới Sài Gòn mới tới Phan Thiết mà kêu tao xuống. Đó. Tự hiểu đi, tự hiểu. Tự hiểu là gì? Ông dựa vào mình mà ông tưởng ở Phan Thiết là hiểu rồi. Không nha, ông vô viên hay cha già lũ đảng vậy nè. Mời bạn. Má đi tắm nha. Đi má. Vô tắm. Mời bạn đi tắm đi. Đi. Đi tắm đi, tắm trước đi. Đi vô tắm. Em cứ tắm trước đi, chúc anh vô. Trời ơi. Tôi với ông vô tắm chung. Ông vô tắm lạc lát ông kỳ lưng cho tôi. Giết râu. Vô lát vô sao nha. Vô kỳ lưng á. Chứ cái tay tôi kỳ không mà được á. Đừng cười nha. Từ xưa giờ ba với má mày dễ không á. Không nghe gì đâu. Mày cười quá. Nhưng mà thôi tình cảm vợ chồng vậy nó mới vui. Dạ. Thông cảm. Nhưng mà nói thiệt á, đây cũng lời tâm sự của cha đây. Dạ. Giờ tao cũng già rồi tao cũng kể cho con cái nghe luôn. Chứ sau này lỡ có chuyện gì rồi tụi bay không biết. Rồi tụi bay trách cứ tao. Thiệt sự tao ăn á, cũng có ăn mà nó không mập được. Con cũng thắc mắc lắm mà cũng đâu dám hỏi ba đâu. Người ta nói ăn đêm á nó mới mập. Mà cứ chiều ăn xong cái ba rủ vô tắm nó ói hết đâu có ăn được cái gì.
thấy bà cái mửa hết. Bà ghẹo má hoài. Thôi vô tắm nghe. Dạ. Ông ơi, chờ chờ anh mới được tắm nghe chưa. Ba, đi cái cửa đó đó, cửa trắng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phòng tắm ở chỗ nào? Đó, cửa. Ủa, đó đó. Phòng tắm dạ. Ở đâu tôi kiếm không ra ông ơi. À, cái cửa đây nè, cái cửa đây. Đâu? Đây, qua trời ơi. Bà má cô lên rồi. Cái gì vậy? Cái chỗ đây là cái chỗ mở nước này nè em nè. Trời ơi, chỗ nào đâu ông đây, mở cái đây. Chỗ đây nè, cái trắng trắng này mở nước nè, nó có hai chữ, chữ hờ với chữ cờ. Vậy đó, mở mình đâu? Phải mở bên chữ cờ là còn, chữ hờ là hết. Ba ơi, ba ơi, ba mở bên chữ cờ là đúng rồi nha. Ba mà mở chữ hờ là ba bị phỏng á. Qua trời ơi, sao trong này còn mưa dột vậy? Ê, không phải mưa, dời sen, dời sen. Ôi, có nước đâu ông ơi. Trời nè, ơi. Nè nước nè. Trong nhà tắm mà cũng có hồ bơi luôn. Vậy tôi leo vô nghe, có nước rồi tôi đừng leo mới vô. Mở được có một gan nước mà leo vô gì. Thôi để tôi leo vô rồi đi chơi. Quay ra trời, trời ơi, tràn râu. Cái gì tràn? Mới có gan nước mà lậu vô tràn râu. Ông sao kiếm chuyện với tôi không à? Công nhận nghe, con tôi nó thương tôi không? Sao không? Đó, ở trong phòng tắm mà nó để hình tôi quá trời. Ủa đâu? Để đâu? Đó, hình ở trên trần nhà cũng treo ngược xuống kìa. Trời ơi, kiến đó ông ơi. Ủa vậy anh? Thôi ông leo vô tắm chung với tôi đi. Thì em né cái chân đi cho anh nằm khúc dưới đây, em nằm khúc trên. Hai đứa mình ngâm nha. Ba má cô vui thiệt đó. Dạ, anh đừng cười nghe. Chứ trong nhà tôi vậy á, mà lúc nào cũng vui thiệt là vui hết trơn á. Bạn tôi. Dạ. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo qua nhà người. Đúng là bạn thân có khác. Ở nhà tôi cũng cho nó ăn, mà nó lì lắm. Cứ ù lì một chỗ không có chịu bơi mà cũng không chịu ăn nữa. Thấy bạn về cái tung tăng thấy ghét. Sao mà không thân? Tôi với nó là bạn với nhau mấy năm nay rồi đó. Chỉ có một mình nó là bạn thân chí cốt của tôi mà thôi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm chớ qua nhà người, nghe chưa? À, giám đốc, nếu bây giờ mà còn ông Tiên, rồi ông Tiên hiện ra và cho giám đốc một điều ước, giám đốc sẽ ước điều gì? Tôi ước gì má tôi được sống lại để tôi có dịp báo hiếu. Nhưng điều ước đó sẽ không bao giờ thành sự thật được. Tôi xin lỗi. Cô có ba có má như vậy là cô hạnh phúc lắm đó. Hãy ráng mà gìn giữ. Biết mà. Nhưng mà tôi ngại quá à. Ba má tôi lên đây rồi vô nhà giám đốc ở, cái giám đốc phải dọn ra ngoài ở. Không sao đâu. Tôi sống có một mình, ở đâu mà chẳng được. Ông ơi. Gì vậy? Cái khăn nè. Làm gì? Thì kỳ lưng cho tôi đi. Trời, ở ngoài quê bắt tôi chùi phản rồi vô đây cũng chùi lưng nữa. Cái gì chùi phản chùi lưng? Mệt ông quá. Thôi thay đồ đi. Rồi thay đồ tôi ra trước, ông ra sao nghe không? Ờ để anh tán ra tôi nói chuyện với Nhi chút coi. Ờ. Quá mát à. Má. Mệt quá. Mát quá con ơi. Đã không? Quá khỏe luôn nha. Dạ. Dạ. Ủa, con chào bác đây? Gái ạ. À. Ừ, ai vậy con? Dạ thưa má, đây là dạ dạ con là Thiên. Dạ con là bạn của Nhi ạ. À. Con là bạn của con Nhi. Bạn dạ, con. Dạ. Dạ, bạn ngồi con. ngồi đi con. Dạ, sao đứng vậy? Dạ. Hả? Con là thằng Thiên phải không? Dạ, đúng đúng dạ. Đúng, ở nhà là phải thờ bàn Thiên. Cái gì vậy? Mình phải thờ phượng như vậy trời mới phù hộ, đâu bàn Thiên đâu, bà cho thắp nhang cái. Dạ đây cái là gì? Đây là Thiên, bạn của Nhi con mình đó chứ bạn Thiên đâu ông sao? Dạ con chào bác trai ạ. À. À chào con. Dạ. Khỏe không? Dạ chào bác. Dạ mày tên Thiên á? Dạ con tên Thiên ạ. À. Công nhận cha mẹ mày đặt tên hay ghê, đặt cái mày ngầu trên đầu người ta luôn á. Dạ mẹ mới gặp nha. Được má. Quá nghe. Đúng đầu Thiên là trời phải ngầu trên đầu người ta không? Nhưng mà ông nói cái gì vậy, mới quen biết một kỳ. Dạ thưa hai bác. Ừ. Hai bác con? Mới lên đây á, nếu như hai bác rảnh á, ừ. Con xin được đưa hai bác đi vòng vòng Sài Gòn chơi ạ. À. Ừ đúng rồi, như vậy dạ, dạ. Đưa má đi vòng vòng thôi, ở với ba mà mấy chục năm không có đi đâu hết trơn. Dạ dạ Dương dạ. Nghiệp lên, đi, ở bác đi, đi chơi chút coi. Quay đây. Cái gì vậy ông? Hả? Bà mới vô Sài Gòn, bà biết dân Sài Gòn người ta, tính tình người ta làm sao không? Sao? À, nghe người ta rủ đi chơi cái là đi liền à. Sao vậy? Dỡ bà đi như vậy anh nó dụ dỗ bà sao? Cái gì? Cái gì dụ? Tôi có cái gì mà người ta dụ tôi? Ông đang kiếm chuyện à?
bà chưa có coi tivi á, bà thấy không, mấy cái bùng binh trong Sài Gòn này nó to chứ không phải như mấy cái Gò Máu ở quê mình đâu. Sao nó kêu nó chở bà đi vòng vòng, xong nó chở bà đi vòng vòng nó thả bà xuống, bà chống mặt, bà biết đường nào bà gì à? Dạ 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 không phải vậy đâu bác ơi. Dạ con đưa hai bác đi chợ Bến Thành nè, đi sở thú nè, đi đầm sen đạp vịt nó, dạ vui lắm. Trời ơi cái vụ mà đầm sen đó, tôi thích cái vụ đầm sen đạp vịt. Dạ ông cho tôi đi đạp vịt chút xíu đi. Chợ hả? Hay quá. Cái gì? Con người mà không biết lượng sức mình. Sức mình cái gì? Tôi ở mấy chục năm không có cho tôi đạp vịt, giờ nào đâu trời. Bà leo xuống hồ có vịt nó đạp bà chứ bà mà đạp vịt. Không kiếm bà thò ba. Cái chân tới không mà bà đạp vịt. Trời ơi. Anh sẽ chở em đi. Dạ con mời hai bác ra xe ạ. Đi. Bác ra không xe không dạ. Không hả? Không có đi xe nó. Con mình làm giám đốc rồi lấy xe hơi của con Nhi đi chứ. Lấy xe đi đi con. Lấy xe của con. Tụi Nhi đâu có xe. Nhi có xe. Dạ đúng rồi. Đi xe của Nhi. Dạ nhưng mà xe của Nhi hư rồi bác. Chết ơi. Có sửa rồi. Dạ đúng rồi. 7-8 tháng mới lấy. Chỗ sửa xe nào nó sửa ác luôn hả? Sửa xe nó luộc xe. Dạ. Sao 7-8 tháng nữa rồi con? Bữa nay đi đỡ xe của con đi bác. Thôi lần sau đi cũng được. Mấy bác mới đi vừa đi xe đò vô nó cũng mệt quá con ơi. Dạ. Bây giờ đi xe buýt nữa mệt lắm. Dạ dạ không. Xe của con xe hơi 7 chỗ đàng hoàng. Dạ có máy lạnh thổi phù. Đúng rồi, đi đã xe đó. Của con, đi xe của con dẫn cho biết. Để tôi đi đạp vịt ông ơi, ông đi với tôi đi. Dạ dạ con mời bác trai. Đi với má con. Bác trai à. Đi xe của con hả? Dạ dạ. Bác đi đạp vịt. Dạ. Ông đi đạp vịt với tôi đi ông. Dạ. Cẩn thận nha bác. Đi. Sao đứng đó? Đi hả? Không đi là tôi đi mình á. Dạ. Nắm tay nữa kìa. Ta không đi hả? Phải đi chứ sao không đi. Ta phải đi giữ cục vàng của ta đó. Ba đi nghe. Dạ. Ở nhà nghe. Bác gái ơi. Rồi ông bởi xe cơ giữa chiến trường thỏ tiếng, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hè. Ông mòn mỏi đợi chờ. Quà chó đâu sủa hả? Bác, con hát đó chứ chó nào mà sủa. Ủa mày hát hả? Dạ. Tao nghe tao biết tiếng người chứ ai biểu tao đang hát nhảy mà hỏng tao ghét tao nó chó sủa. Định hát xong ca cổ với bác mà bác làm ghê quá. Con người ta không có nhỏ mọn, ai chơi ta ta chơi lại à. Bác gì? Nghe bác hát ca cổ như vậy à, chắc là bác mê cải lương lắm hả bác? Trời ơi bác mê lắm. Ngày xưa nói thiệt mày, nói không phải phê mày nha. Ngày xưa ta là kép cải lương đó. Vậy hả bác? Thiệt. Nhưng mà bữa đó hát khai trương cái tuồng đó đó. Dạ. Xong xui quá có ông tác giả ông ngồi coi. Rồi sao bác? Vừa lên câu giọng cổ vô ông đuổi liền. Ủa, không cho hát nữa. Sao? Ông nói tao làm nghệ sĩ mà sao hát dám đổ tuồng của ông. Dạ đúng rồi, bác đổi tuồng của người ta làm chi rồi người ta nói. Đó cái tuồng mới vừa rồi đó, đố mày tuồng gì? Gió đông sơ bạch thu hà. Đó ta xuống cầu dòng cổ. Gió đông sơ đành chia tay vinh viếng bạch thu hè. Đuổi luôn. Nói hai con nó khác nhau. Hết cách cứu chữa hả bác? Bỏ luôn. Cái xong ta thấy à, thì ra là bác mới phát hiện là bác hát người ta không hiểu. Dạ. Bác mới chuyển qua hát bậu. Bác biết hát bội. Trời ơi, ta hát bội người ta hiểu hết trơn luôn mày. Hay quá vậy bác. Tại vì ứ không à, ai không hiểu. Hát bội còn ứ. Cái xong rồi sau này tao thấy tao cũng đủ hơi, tao hát bội, tao mới chuyển qua. Thôi tao bỏ, tao mới chuyển người ta làm hậu đài. Dạ. Kéo màn rồi đó, làm quân sĩ. Dạ. Đó mà nhờ như vậy đó. Nhờ bác đam mê nghệ thuật như vậy mà bác đã gặp được cô ấy. Cô ấy? Cô ấy hát rất hay, diễn rất giỏi, nhưng cả cuộc đời làm nghệ sĩ không bao giờ được đóng đào chánh. Ủa sao vậy bác? Luồn quá. Ủa bác nói cô ấy đó. Bác gái ở nhà. Ủa bác, hồi xưa bác gái đi hát lấy nghệ danh là gì vậy bác? Ngày xưa bác đi hát bác lấy nghệ danh là Kim Ngọc. Dạ đúng rồi, Kim Ngọc. Dạ hồi xưa hát hay lắm. Bác, dạ. Bác lấy bác thời gian xong bác nghỉ hát, bác đổ qua người may cái bác lấy Kim May. Mà ngày xưa ốm ốm rồi còn kim may áo chứ giờ kim may bao rồi. Bò bé. Dạ con mời bác dùng thử cái này ạ. À. Gì vậy? Dạ rượu ngoại ạ. À. Rượu ngoại hả? Dạ. Wow trời ơi, bác uống đây bác về quê bác nổ được á. Dạ. Rượu gì vậy? Dạ bác đọc đi ạ. Wow cái rượu cái chai đẹp ấy. Dạ. Ré
Rê mi ma rờ tin. Ủa, dạ dạ ông thật á, cái này người ta không phải đọc vậy đâu. Cái này là rờ mi mặt tin. Rờ hả? Rờ mi mặt tin. Dạ bắt đọc đi. Rờ thôi thôi, ta đọc theo kiểu tao, miễn sao ta nhớ được thôi. Dạ, chứ dạ dạ. Rờ mi mờ tao. Nói chung là rờ nó mà mình mệt đó. Vậy dễ hiểu mà dễ nhớ. Dạ dạ, bác đọc sao cũng được. Dạ dạ, con mời bác dùng thử. Thư á. Sao bác? Qua trời đó, con nói mà rượu ngoại nó thơm mà nó ngon vậy đó. Rượu hả? Dạ. Ta tưởng nước trà chứ. Rượu gì mà cũng uống. Ba cái rượu quỷ này mà uống cái gì? Ở trên này lẩu con nghe. Quê của bác có một loại rượu mày uống vô mày mê luôn. Rượu gì vậy bác? Rượu bầu đé. Bình Định tao nổi tiếng rượu bầu đé mà. Vậy hả bác? Ừ. Bữa nào cho con uống thử. Bữa nào tao cho mày dạ. Uống thử. Đã lắm con ơi. Ba dạ. Cái rượu quỷ này đừng uống. Giờ này chắc bác gái chưa ngủ đâu. Còn đang nói chuyện với Nhi á. Không ngủ đâu. Ồ ngủ rồi hả bác? Để gia đình nói chuyện xong rồi ngủ rồi. Dạ. Mà con Nhi nó ác quá mày. Sao vậy bác? Nó mua cái giường gì cao cả thước ấy. Dạ đúng rồi, cái giường cao lắm. Dạ bà tắm trước tao. Dạ không, bà vô bà thay đồ, bà nói em mệt quá em ngủ ngang. Dạ rồi, nửa tiếng sau tao vô bà leo chưa lên được cái giường, mày có bé không? Mấy cái thò lên nó tuột xuống, cái thò lên nó tuột xuống vậy. Cái chân bây giờ có tới đâu rồi, tao ì ai à, tao đẩy bà lên tới giường à, tao mệt le lưỡi cốc luôn không đó. Bà lên bà nằm cái lún nửa giường mày, cái lỗ chạp bá như cái lỗ trâu nằm vậy. Cái ta leo lên, tao cũng leo lên, tao nằm, tao mới vừa thiêu thiêu là lọt xuống lỗ. Mới vừa thiêu thiêu là lọt xuống lỗ, tao chồm lên chồm xuống hai lần ra để ngầu cha cho phẻ cho đầu, ngầu trắng mệt thêm á. Con thấy bác gái thì lúc nào cũng vui vẻ hết. Còn bác thì đôi khi con thấy bác buồn buồn sao á. Bác có tâm sự hả bác? Cũng phải tâm sự gì, nhưng mà nói thiệt sự đàn bà thì họ suy nghĩ cạn hơn. Bác thì bác suy nghĩ nó sâu hơn chút vì ta thấy vậy thôi. Nói thiệt con cũng phải buồn gì đâu con ơi. Nói là vậy chứ, nhưng mà giận giận con Nhi ơi. Thấy con nó làm ăn được, nhà cửa nó dày cũng mừng. Dạ. Nhưng mà con này nó tệ quá. Ủa sao tệ bác? Nó còn hai thằng anh nữa. Nhi còn hai người anh nữa đó. Hầu mà nói đậu đại học á là hai thằng anh nó phải nghỉ học để đi làm mướn lo cho con em đi học. Vậy mà giờ này nó thành công, nhà cửa dày đây mà nó không bao giờ nó điện thoại về quê nó hỏi thăm hai thằng anh đó. Con đây tệ. Bác ơi, hay bây giờ con tính vậy bác. Bác gọi điện về quê kêu hai anh lên đây mình ở chung một nhà cho vui bác. Mày hỏi ý kiến nó chưa, mày quyết định ngon rồi mày. Nhi là bạn của con. Con nói là Nhi nghe. Tao dân Sài Gòn phóng khoáng quá mày. Dạ. Mày nói gì nó cũng nghe á. Dạ. Vậy tao tưởng mày cha nó chứ. Chứ không phải tao. Dạ con không dám á. Nói giỡn chơi với con vậy thôi chứ con nói hai thằng anh nó cũng không vô đâu. Hai thằng đó nó tự ái dữ lắm. Mà giống tính tao á. Ê. Thấy nhà cửa con như vậy mà trong ruột nó lo con ơi. Sao lại lo bác? Bác cũng có đọc báo rồi. Có nhiều cô ở dưới quê lên có chút nhan sắc đó. Dạ. Rồi bị thằng này thằng kia nó dụ. Ta sợ cái nhà này từ đó mà ra thôi. Dạ dạ bác ơi, con có thể làm chứng cho Nhi là Nhi thật sự tài giỏi chứ không phải như bác nghĩ đâu. Với lại ở cái đất Sài Gòn này nếu như mình có chí á bác, mình mau làm giàu lắm. Thiệt không mày? Dạ. Đừng có dụ tao nghe. Dạ không có. Vậy để tao đưa vợ tao vô đây sống dạ, được rồi. Dạ dạ. Đầu bà chí không à. Chắc một ngày cắm bụng mà không hết. Dạ. Ý của con nói là ý. Mày giỡn chơi với con thầu cho bác biết. Đất đây là đất cơ hội, nhưng cơ hội đối với những thanh niên mà năng nổ như tụi con kìa. Tụi tao già rồi, lên đây mày thấy không dám ra đường, vừa lú ra xong xe nó chạy dù qua thụt vô đó. 4-5 ngày ở đây có ngày nào mà đi ra đường được đâu. Dạ. Thôi ở đây chơi đi nha. Dạ. Cứ coi như nhà này nhà của con, cứ tự nhiên đi. Dạ. Bác vô bác ngủ cái. Giờ chắc bạn ngủ rồi. Dạ. Tao ráng là trải đồ dưới đất tao ngủ chứ lên trường xuống mệt quá. Dạ. Bác vô bác ngủ. Dạ. Cha mẹ lúc nào cũng lo cho con cái. Ê mày chửi cha mắng mẹ ai á? Ủa? Tao mới vừa vô chứ tay tao già chứ tao thính lắm nghe mày. Ủa? Mày. Ủa đâu có đâu bác. Tao mới nói, tao mới nghe thằng cha con cái mẹ ai nè. Dạ dạ đâu có đâu bác. Con nói là bậc làm cha làm mẹ thì lúc nào cũng lo cho con cái. Mà con nói chuyện với bác con cảm thấy rất là thoải mái. Người quê bác rất là thẳng thừng. Có thì nói, không thì thôi. Tao ghét cái thứ nói láo lắm. Sao vậy bác? Miễn cưỡng.
Mày nghĩ sao mày nói chuyện với tao? Mày nói dạ bác ơi con nói chuyện với bác con rất là thoải mái. Thoải mái mà vậy mà thoải mái. Mày dúm gió vậy mà mày thoải mái. Mày phải vậy, bác ơi con nói chuyện với bác thì con thoải mái lắm rồi. Đó vậy mày. Nói lại coi. Dạ con nói chuyện với bác con rất là thoải mái. Cái đó là mày chuyển sang múa rồi. Không, bác vô ngủ ngang. Dạ. Ừ, lát về nhớ đóng cái cửa giùm. Dạ. Cái cửa này hả bác? Dạ. Biết không? Cái cửa này. Không mệt quá. Nhiều khi đầu óc ngu si tứ chi nó phát triển rồi nè. Đây nè, hai cái cửa đây nè ông nậu. Dạ. Ở đây chỉ cho. Dạ. Thấy cái cửa không? Dạ. Đó, đây là có hai cánh cửa. Dạ. Mày muốn đóng cửa mày chỉ cần mày kéo một cánh đây nè. Đó, mày thò ổ khóa mày bấm cái cạch vậy xong. Dạ. Ok. Dạ. Ý, ủa bác. Ôi chết cha, mới có một cửa. Dạ, cánh dạ. Này hả? Dạ, mới có một mới cánh. Mới có cánh này phải kéo hai cánh. Kéo cánh bên đây, dạ. Cánh bên đây hai cánh. Xong mày canh cái lỗ nè. Dạ. Mày thò ổ khóa bấm cạch. Dạ. Là xong. Dạ. Vậy thôi nghe. Dạ. Bình thường đơn giản. Dạ. Thôi tao vừa ngủ đó. Dạ. Mệt quá, có chỉ ổ khóa không? Dạ bác ngủ ngon. Chuyện gì nữa bác? Trước khi đi ngủ cho ý kiến chút nghe. Dạ ý kiến gì bác? Ý kiến chút. Dạ. Đàn ông trai mà ăn mặc lè lẹt thấy gớm quá. Cảm ơn giám đốc nghe. Cảm ơn đi. Về điều gì? Về tất cả. Về giống như những bộ đồ này nè. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là tôi được mặc áo đầm. Nhưng mà giám đốc ơi, giám đốc cho tôi nhiều thứ quá. Rồi mai mốt đừng bắt tôi bán thân đền đáp tôi làm cũng được. Chắc chắn là không có chuyện đó rồi. À, hồi nãy ba cô có nhắc về cô á. Dạ, nhắc cái gì? Nói cô lúc này giàu có rồi, không còn lo cho hai anh cô dưới quê nữa. Trời ơi, thiệt tình ba luôn á. Giám đốc thấy không, gọi điện thoại về hỏi thăm má tôi còn không có tiền gọi nữa. Sao lo cho hai anh được đây? Hay tôi tính vậy, cô gọi điện về quê, kêu hai anh lên đây, tôi sắp xếp công việc ở công ty luôn. Gì? Hai anh tôi học mới tới lớp 6 à? Không sao đâu. Thôi thôi, giám đốc ơi, thôi khỏi đi. Ba tôi ổng hay nói vậy đó chứ trong bụng không có nghĩ gì đâu. Giám đốc đừng có để tâm nha. Tôi ước gì có một người cha như vậy đó. Ủa, vậy ba của giám đốc đâu? Bây giờ tôi phải đi công tác ở miền Tây. 2-3 ngày nữa tôi mới về. Dạ. Ở nhà tôi, cô muốn làm cái gì cũng được hết. Nhưng nhớ là hãy chăm sóc con cái của tôi nha. Dạ. Đừng bao giờ để cho nó đói đó. Tôi nhớ rồi. Chỉ có một mình nó là bạn thân chí cốt của tôi thôi đó. Tôi đi nha. Dạ. Ủa đi công tác miền Tây mà đi tay không vậy hả? Hồi trưa này có đem qua luôn phải không? Mà để quên trong này, đợi tôi một tí nha. Nó bỏ cái gì nặng quá vậy? Rồi, sao chứ? Ê, bữa nay được dịp đứng gần nhìn kỹ, giám đốc của mình cũng đẹp trai quá ta. Cô làm tôi có cảm giác giữa tôi với cô không phải là một giám đốc với một nhân viên. Không phải là giám đốc với nhân viên thì là cái gì? Mà giữa tôi với cô giống như là Ê, trời ơi, giám đốc. Cô đừng có nói giám đốc. Ba cô nghe bây giờ. Dạ, tôi quên. Tôi đi nha. Cái anh này có cái này thôi mà cũng quên nữa. Rủ em cũng không thấy rồi sao? Anh biết là em sẽ nhớ mà. Anh đi nha. Anh đi. Anh đi nha. Anh đi đi. Thank you.
Sao mà nắng quá vậy? Chắc không phải vậy đâu ta. Trời ơi, mệt hết biết luôn. Lên đây sao mà rớm, buồn quá trời đó. Ở dưới quê còn đi tới đi lui, lợi nhà gì bãi. Cậu Tư rồi cho nó vui ở đây giống ở tù vậy. Trời ơi, mệt ghê. Nhớ mấy đứa nhỏ chứ không biết sao rồi nữa. Gọi lại thăm mấy đứa nhỏ. Một, hai, bảy, chín. Alo. Dạ, chị Bảy hả chị Bảy? Dạ, tôi nè. À, chị khỏe không? Dạ, tôi khỏe, ông nhà tôi cũng khỏe. À, chị Bảy cho tôi gặp mấy đứa nhỏ chú chị Bảy. Dạ, cảm ơn chị. Alo, má nè. Sao con khỏe không con? Ừ, ba với má lên đây cũng khỏe, Nhi cũng khỏe. Sao, nhà có gì không con? Con nói cái gì? Mấy con heo nó chết rồi hả? Trời đất ơi, lũ tay xanh hả? Sao mày không lấy thuốc đỏ mày sức cho nó? Trời ơi, tụi bay có điên không vậy? Mới mà đi lên đây có mấy ngày mà để cho mấy con heo chết mẹ nó trơn trọi rồi. Trời ơi, tụi bay thiệt không có làm cái gì được hết trơn trọi á. Thôi được rồi, để tao kêu Nhi nó gửi tiền về cho xài. Cái gì? Không cần hả? Trời ơi, nghèo mà chảnh hả con? Ờ, không cần thấy không? Mày có đói mày đừng có kêu tao nghe. Mấy con chó đẻ. Ai đẻ vậy? Hả, quê quê ai đẻ? Ai đẻ? Trời ơi, nghe mới nghe gì, mới đẻ gì đó. Tôi gọi về ngoại á. Mấy đứa nhỏ nó nói với tôi là mấy con heo nó chết mẹ hả trơn trọi rồi. Ông thấy không, không có làm ăn cái gì được hết trơn trọi á. Có mấy con heo không à, lên đây có mấy ngày đó nó chết mẹ. Mệt quá. Heo nó chết thì nó bệnh nó chết theo, con bà nó bóp cổ chết ra theo. Thì nó chết thì thâu. Con mình nó chết không lo. Bây giờ không biết ở ngoài quê nó ăn uống sao đó. Bà điện về bà nhờ chị Bảy nhắn á, nói nó bắt mấy con gà ăn hết đi. Thôi dẹp đi. Mấy con gà đó tôi nuôi đó từ đấy làm đám giỗ ông nội bà nội đó đó. Không có cho ăn gì hết trơn á. Ông nội bà nội nó là ai? Ông nội bà nội nó là cha tôi. Tôi là cha nó. Cha tôi nhường cho tôi ăn được, không lẽ tôi không nhường cho con tôi ăn được á? Bà cứ kêu con mấy đứa nó ăn hết đi. Tới ngày đám giỗ tôi bà thắp nhang là gà cháu ông ăn hết rồi, vậy thôi. Đương giang. Tôi nói tôi không cho ăn là không cho ăn. Ông biết chưa? Tôi nói với nó tôi để con Nhi nó gửi tiền về cho nó xài. Cái nó không cần. Nó không cần tôi cho nó chết mẹ nó luôn cho rồi đi. Bà đừng có vô duyên nha. Cái vô duyên cái gì? Chuyện đó là chuyện của nó. Con nó làm thì tự nhiên bà bắt tôi khổ à. Tôi làm cái gì ông khổ? Rõ ràng. Làm cái gì? Bà mới nói. Bà nói mẹ không cần tiền cho mày chết mẹ mày luôn. Mẹ nó là ai? Mẹ nó là bà chết tôi sẽ khổ. Anh sẽ bơ vơ. Nói cái gì ông cũng nói được hết trơn á. Thôi nói vậy đây. Bây giờ quyết định vậy đi. Quyết định gì? Bây giờ vô đây thấy con Nhi vậy tôi cũng mừng rồi. Hả? Thôi giờ không ấy bà ở đây bà chơi với con Nhi. Tôi về quầy quẩy tôi lo cho hai đứa nó. Ông nói nghe hay quá ha. Hồi nào tới giờ mấy chục năm tôi với ông đi đâu cũng có đôi có bạn. Tự nhiên rồi bây giờ tôi với ông lên đây rồi ông đi về ông bỏ tôi đây hả? Ông ở đây đi. Thôi vậy thì hai vợ chồng về luôn. Tôi không về đâu hết á. Ông ở đây đi. Chút ở đây xíu. Làm gì? Chút xíu có bạn của ông tới thăm ông bây giờ. Ở thành phố đây tôi làm gì có bạn mà nói tào lao. Tôi nói có là có. Chút xíu người ta tới người ta thăm ông bây giờ nè. Có, ai ở đâu đây mà? Tôi nói có rồi sao kỳ vậy? Ai vậy? Anh Tư chứ ai? Tư nào? Tư chồng của bà Bốn á. Quá. Ông vô đây hả? Ừ. Vô đây chi vậy? Tôi nói vậy nè, hôm qua tôi gọi điện thoại về bà Bảy á, tôi mới gặp ổng.
Trời ơi, tôi gặp ông khóc quá trời đất. Tôi hỏi cái chuyện gì mà anh khóc? Ông nói là bà bốn vợ của ông á, bệnh nặng lắm, không biết chết nay sống mai gì. Trời ơi, ông rên la, ông la thê thảm lắm. Thế tôi tội nghiệp quá đi, tôi cũng thấy con gái mình làm ăn có tiền, tôi mới nói với ông, tôi nói thôi đừng có buồn, thôi không có tiền thì thôi, vợ chồng bồng chống lên Sài Gòn đi chữa bệnh, mọi cái tiền phí tổn thuốc men xe cộ gì á, vợ chồng tôi lo cho đó. Sao bà gan vậy? Bà biết con mình nó làm ăn ra sao chưa gì hết, bà hứa gì ác ôn hả? Hứa cái gì, tôi nói ông nghe, con của mình á mấy năm nay mà tậu được cái nhà vậy á là phước đức của ông bà nó để lại rồi, mình giúp cho anh bốn với chị bốn đi chứ có gì đâu mà ông cái... Ai bấm chuông hả? Ai vậy? Ai vậy? Ủa, giống với hơi anh Tư quá vậy cà. Ủa, mới gọi đây mà ra coi ở ai á? Đây nè anh Tư. Ủa, vô hả ha? Trời đất ơi. Khỏe ha? Vô tới rồi không? Vô tới rồi hả? Ngồi đi, ngồi. Làm sương sương sao đi đưa tôi uống ngồi đi. Chút rồi. Ủa, anh đây rồi, chị bốn đâu rồi? Dạ, bà đang thử máu trong bệnh viện đó chị. Vậy hả? Khi chờ đợi kết quả tôi chạy ù ở đây thăm anh chị nè. Ừ, thôi được ông rồi. Đi vô Sài Gòn này rồi chắc nhiều lần rồi phải không? Dạ sao vậy? Kinh nghiệm của người ta đó. Ừ. Vô ăn mặc lè lẹt thấy gốm không? Ăn mặc như vậy vô đây xe không đụng được đâu. Thì sao vậy không? Đứa nào đụng là chắc cũng đuôi lắm mới chạy xe chứ nó sáng vậy sao thấy xong thấy được ha. Mặc cái áo nổi quá. Mặc nổi quá. Rồi sao mới vợ tôi mới điện hôm qua mà bữa nay vô nhanh nè. Trời đất ơi, nghe chị hứa tôi lật đật đưa bả ra ngoài bến xe đò mua vé xe. Ừ. Ra ngoài đông quá không có vé. Rồi sao? Tôi mới chạy từ nhà ra mua vé xe lửa. À. Cũng hết vé luôn. Cuối cùng tôi phải quyết định. À. Mua vé máy bay. Cũng làm cái gì vậy không? Gì vậy? Cũng làm vậy. Hả? Cái gì? Ông nói cái gì? Ông á khẩu vậy? Ông làm cái gì vậy? Nghĩ sao hai vợ chồng có con làm giám đốc ha, đi vô thăm con đi bằng xe đò mứa ra mặt xanh mặt vàng, rước người ta vô đây chữa bệnh đi bằng máy bay. Cái tật ổng vậy đó. Ngồi đi. Thôi bây giờ cái chuyện của chị Tư á để đó vợ chồng tôi lo cho, đừng có buồn gì hết trơn trọi á. Ngồi đây đi, có rượu này tôi vô tôi lấy ly. Cái gì vậy? Hận. Sao anh khỏe không? Mới vừa khỏe nghe đây mệt rồi. Chính tôi có gì nói thẳng à. Rõ ràng anh vô đây vợ tôi đài thọ anh đi máy bay. Trong khi đó tôi đi xe đò anh biết mứa bao nhiêu chục lần không? Thôi mà tới vô rồi có kỳ cục ghê. Thôi được rồi, lỡ rồi thôi. Uống đi. Uống đi. Bây giờ ngồi đây đi để tôi vô tôi kiếm mồi cho hai ông nhậu cho nó vui nghe không? Rồi. Dạ cảm ơn rồi, chị Nam. Ngồi đó đi. Nói gì cho vợ tôi nấu ăn là yên tâm. Tôi nói anh nghe, vô trong này thiệt á, nó buồn lắm, chứ không có sung sướng gì đâu. Đi vô đây trời ơi, mỗi lần đi ra đường không dám đi ông ơi. Cái nhà không còn con mẹ về ăn hết trơn á trời á. Thì bà cứ kiếm cái gì đại đi, chế biến đi. Tự chế biến đi nghe không? Nói anh nghe. Sao? Tôi á, vô đây, thấy con nó làm ăn được cũng mừng. À. À. Cuộc đời tôi có mẫu đứa con gái này thôi. Ừ. Thấy nó làm được là tôi mừng. Hết con cá nữa. Mà chờ á nghe không? Ờ, nhanh tôi nhanh làm... đi. Cứ lạng ra lạng vô hoài. Đó. Thì thấy con nó làm ăn được thì mừng. Ừ. Thì đây anh cũng thấy cơ ngơi của con tôi, anh về anh nổ giùm. Ừ. Để cho hàng xóm láng giềng người ta biết. Ừ, chứ ngoài quê tôi khổ quá mà. Giờ con nó làm ăn được thôi, uống rượu đi. Uống rượu hả? Ờ. Ủa, ở trên này người ta lấy cái bình đựng bông người ta uống rượu hả anh? Nào, cái đây là cái ly uống rượu của Tây chứ bình bông đâu mà bình bông. Nhìn giống bình bông vậy? Quyền bí là cái chỗ đó đó. Tây nó làm ra cái ly đây á. Ừ. Uống rượu á là phải theo phong cách của Tây. Không phải thò chụp vậy uống đâu, người ta cười chết. Uống rượu ly Tây là phải ngầu vậy nè. Xong ra mình nhìn nó. Tại sao nó chế biến ở chỗ cái cây cao cao đây? Quyền bí là cái chỗ đó. Ngầu nhìn nó. Nhìn thiệt kỹ vô. Thò tay từ xa hốt nó. Để vô uống. Hay quá đó, gọi là uống rượu bằng ly của tay. Đó, bây giờ anh uống thử coi nó khác lắm. Khác nó khác, phong cách nó khác. Ừ.
Này bậy, má cái gì nói mà thà vô uống đàng hoàng, chụp 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 nhà quơ. Để ngồi đàng hoàng. Ngâu ngâu rồi đàng hoàng trịnh trọng. Đó, nhìn nó, nhìn nhìn ngay chỗ cái cây. Nhìn ngay chỗ cái cây cao cao đó. Thò tay ra, hốt nó. Hốt rau, úp vô uống, úp vô. Trời đất ơi, tôi ướt hết rồi. Thôi tôi uống thôi cái kiểu của tôi đi anh ơi. Kiểu tay tiết gì mà. Nói ông bởi ông biết uống ông thiệt. Ê, quá. Tôi với anh uống rượu mà thiếu một cái món, không phải là món nhậu. Món thiếu gì? Tinh thần. Tinh thần là cái gì? Thường thường à, tôi với anh uống rượu vợ tôi hay hát cho mình nghe đúng không? Đúng đúng đúng. Tam vợ. Em ơi. Cái gì á? Chưa, đồ ăn chưa có đâu ông ơi. Thầm, hát nghe câu giọng cổ nghe chơi đi. Trời ơi, tôi già rồi, ca gì nổi đâu biểu ca cha. Thôi em vẫn hay mà. Anh ca rất thích. Vợ. Đừng có chê nghe. Hát đi. Hát cho ông nghe với anh Tư nghe không? Ừ. Tôi ca nghe không? Ca đi. Đèn em này phất giấy hoa hồng. Đêm xuân này treo chốn thư phòng thêm vui. Tăng 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 tăng. Năm ấy em mới vừa 14 tuổi. Quả tim luôn chưa biết rộn ràng. Cứ mỗi độ mai vàng nở nhụy bao xuân sang. Là mỗi độ em xách cái lồng đèn ra chợ bán. Khách du xuân tấp nập ở ven đường. Hay quá. Em tựa thân cây dừa ven sông lạnh đáy rau hàng. Hỡi cô bán đèn giấy hồng, năm nay cô đã có chồng hay chưa? Đèn hồng đã có người mua, má hồng đã bị nắng mưa phai rồi. Hay quá chị Tâm ơi. Hay quá em ơi, anh yêu em. Trời ơi, ông yêu tôi lâu rồi. Bây giờ còn giới thiệu nữa. Mỗi lần tôi khen bà tôi nổi da gà luôn á. Nhưng mà bà rất thích. Yeah. Bà thích tôi chiều vậy đó. Vợ chồng quen đâu. Nhưng mà tôi nói anh nghe, mặc dù vợ tôi đã bỏ hát rất là lâu à. Nhưng mà khi vợ tôi cất lên tiếng hát, tâm trạng của bà đổ vào trong câu hát. Mỗi câu hát của vợ tôi hát ra đều mang một tâm trạng ở trong đó. Quyền bí là cái chỗ đó. Quyền bí chỗ đó. Đó. Tôi nói anh nghe, tại bà hát hồi nãy cái câu gì anh nghe không? Kỷ niệm đó. Kỷ niệm? Năm bà 14 tuổi thôi. Sao? 14 tuổi là gia đình tôi, gia đình bên vợ tôi á, tán gia bại sản gì bà đó. Trời ơi. Nghe câu mà năm mới em mới vừa 14 tuổi. Dữ vậy anh? 14 tuổi thôi là làm gia đình tán gia bại sản thôi. Cái gì dữ vậy? Quyền bí là cái chỗ đây nè. Em tựa thân cây dừa đó. Bà tựa làm sao 1 tháng rồi gãy hết nguyên vườn dừa người ta. Cha tôi phải bán nhà đền vườn dừa đó. Tán gia bại sản gì bà đó. Có không? Đồn đồn á. Đồn trời. Nghi nghi rồi. Nhưng mà nói anh nghe cái câu sau này mới quyền bí. Đố anh trong bài hát cô gái này bán cái gì? Bán bóng. Xài bét bán hoa. Đúng không em? Bán hoa đúng không? Không phải, bán cái lồng đèn. Tôi biết nhưng tôi giả bộ. Tôi nói anh nghe, bà hận cái vụ bán lồng đèn á. Sao hận? Hồi xưa cha tôi ở trong Nam đó là ông làm đèn kéo quân là đẹp nhất làng. Mỗi cái lần Tết á là ông làm mấy cái thôi. Thì cái năm đó ông làm được 3 cái. Thì mới, bà mới đem lồng đèn ra chợ bán. Đó. Rồi người ta đi qua đi lại có ông kia ông tới ông mua. Ông nói em ơi bán cho chú 4 cái lồng đèn. 4 cái. Bà nói không, ở đây có 3 cái. Ông nói 4 cái, bán 4 cái, 3 cái vậy. Ông chạy qua chỗ người khác. Ông nói trời 4 cái lồng đèn mà nó không bán. Ông cuối cùng bà đứng bằng cái lồng đèn. Ông tưởng cái lồng đèn nó mới gốm chứ. Đừng cho bà nghe tôi sợ lắm. Bà đè tôi nữa chết luôn á. Giờ tao biên anh hát nha. Tôi à. Anh hát tôi nghe nha. Chờ tôi chút. Em ơi. Cái gì nữa? Lấy cho anh mượn cái đờn á. Trời đất ơi, ông tính đờn cho tôi hát nữa hả? Không 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 không, đem ra đây. Lấy cái đờn đi. Nè, nó mua cho ông cái đờn nè.
Đó, đơn. Tôi nói cho anh nghe, tôi vô tôi thấy cái này tôi không có biết xin gì, tôi kỳ này tôi về tôi xin cái đơn thôi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi không xin bất cứ điều gì mà. Tại sao? Khi có cái đơn này rồi, sau này tôi đi may đồ cho vợ tôi khỏi chở bà đi nữa, đạp xe đạp mệt quá. Ủa sao hay vậy? Chỉ cần cầm cái đơn này thôi là đo bằng cái đơn là bằng bả, đó. Kiếp chuyện với tôi hoài à? Quá chơi dài không quậy tôi hoài à? Ông này kỳ ghê á. Vui, mình vui quá. À, hay quậy tôi lắm. Rồi bây giờ anh hát đi. Thử nghe. Trời, cái tay còn móc giỏi dữ vậy đó hả? Vậy mà bữa hôm bà vợ anh nói cái bây giờ cái tay ổng hư rồi, móc không có được nữa rồi. Ai biết bữa hôm bà nói đó. Bà nói, bà kể tôi nghe, bà nói bữa hôm tôi buồn quá, tôi nói anh ơi móc đi. Ông nói ông tay ông hư, ông móc không được. Cái gì? Móc classic. Chết thì phải nói classic. Nói không người ta hiểu lầm sao ông? Mệt quá. Hát đi. Rồi hát cho anh nghe nha. Ông hát bài gì tôi không biết mà. Bài gì ông hát tôi không biết hết trơn. Dạo ra là tôi biết bài gì rồi. Rồi, nghe. Tôi biết bài đây rồi. Bài đây là nhạc nước ngoài. Bài đây là bài Hotel California. Tôi biết khúc dạo luôn á. Để tôi dạo cho. Tang 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 tang. Yo. Ơi, chim sao mồ côi. Trắng cò thang nghe tai tai tê lòng, ngồi nhớ anh em ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao phụ tình. Được không? Tôi vỗ tay tôi khen anh nhưng tôi không khen giọng hát anh. Tôi khen cách chuyển của anh. Anh chuyển hay quá, từ cái hotel anh chuyển qua cái trò dịch. Tôi hát hotel nào? Đang hát anh tưởng đó hotel tự nhiên ơ chim đen mồ câu. Tại anh tưởng hotel chứ tôi đâu có nói hotel. Mà nói gì nói anh vẫn mê nhạc dân ca vậy là được rồi. Đề. Nhưng mà bài hát này không có ý nghĩa giữa tôi và anh. Sao vậy? Tôi sẽ hát cho anh nghe. Nghệ. Lâu lắm rồi anh đâu nghe tôi hát đúng không? À. Chờ tôi chút. Sao? Coi có vợ tôi ra không? Bà cấm tôi hát lâu rồi. Sao vậy? Mấy chục năm nay bà có cho tôi hát đâu. Làm gì dữ vậy anh? Hồi mới cứ bà về đó. Từ cái vụ đó tới giờ đó. Tôi hát mà người ta tưởng là người ta chém tôi chết rồi đó. Làm gì dữ vậy? Bữa hôm đó đó, mới cứ bà về xong rồi trong làng có đám cưới đó. Xong bắt đầu tôi dẫn bà đi. Tôi dẫn bà đi, tôi cũng khoe là trời ơi em ơi ngày xưa anh hát hay lắm. Tôi lên đặng tôi nổ với bà. Nổ vàng mặt tại mới cưới mà. Đúng. Xong tôi lên đám cưới người ta mới bắt đầu, cô dâu chú rể giường ngồi xuống cái bàn thôi là tôi lên tôi hát mở màn liền. Vậy tôi lên tôi giới thiệu và kính thưa cô dâu chú rể, kính thưa quan viên hai họ, để giúp vui cho cô dâu và chú rể tôi xin hát bản đầu thông hai mộ trời ơi. Bà nội cha nó cha chú rể lên quánh tôi liền không. Trời ơi, tôi chưa giết anh lên. Không có con vợ tôi lâu ra là nó giết tôi luôn rồi. Trời đất ơi. Từ đó trở đi bà cấm tôi, bà không cho tôi hát. Nhưng mà ở đây là Sài Gòn. Tôi sẽ hát. Tôi sẽ hát một bài rất có ý nghĩa. Đó là bài hát kỷ niệm của tôi và anh. Nhân ngày hậu ngộ tại Sài Gòn. Tôi sẽ hát cho anh nghe bài hát được mang tên Hai Chiến Tèo Đêm. Bài gì? Hai Chiến Tèo Đêm. Tôi đâu có biết bài nào mà nói về hàng tèo đen đâu. Hai Chiến Tèo Đêm. Tèo đêm là xe lửa đó. Hiểu rồi. Lâu ngày không gặp quên tiếng. Lấy vợ mình định mà biết không biết cái tèo đêm. Rồi vô á. Đường đi. Hai Chiến Tèo Đêm. Giạt vào nhớ hôm nào tôi đi công viên xe đêm tôi gặp anh
hôm nay không khác gì hơn lần đầu. Giờ tìm lại giữa núi sông thương yêu vô vàn, ta lại gặp nhau. Khi chân đến quê anh nắng ban mai, hồn nhẹ lên khóm hoa tư, thoáng thấy ai cười vì mùa thương vừa chấp nâu. Âu đất nước đâu đâu cũng quay quần về một nhà. Hết. Vậy không à, chuyên môn sắp tới cao trào là ngưng. Mệt, bị mệt. Nhưng mà không phải vì mệt vì giọng hát mà mệt vì hoàn cảnh. Tôi và anh gặp nhau giữa Sài Gòn quá đẹp à. Đúng không? Tại sao mình phải hát những bài quỷ mị như vậy? Cho tôi mượn cái đờn. Biết đờn không đó? Tôi biết cái đờn nhưng mà cái đờn nó không biết tôi. Biết hay không vẫn hát. Rồi, hát gì đây? Bây giờ mình đang ở đâu? Sài Gòn. Chính xác. Mình đang ở Sài Gòn. Tôi và anh gặp nhau đang vui vẻ, không muốn buồn nhau. Đúng. Bây giờ tôi sẽ hát cho anh nghe một phong cách. Đó là phong cách rock Sài Gòn. Rồi ghê vậy. Vậy là rock đó hả? Rock Sài Gòn, rock nó phải mạnh mẽ vậy. Anh thấy mấy xe nước mía ông nó rock mía sạc sạc rồi là. Bây giờ tôi với anh đang làm gì? Nhậu. Chính xác, tôi sẽ hát một bài liên quan tới nhậu. Bài rồi. Hát được mang tên Say. Rồi, vô, rock phải không? Ta say, trời đất còn say. Ta say nên ta không nhớ bài này. Hết ý kiến luôn. Không có nhớ. Dạ, thưa bác, con mới về. À, mô Phật chào thầy. Ủa bác, hôm nay nhà mình cúng cô hồn hay sao mà rước thầy về cúng vậy bác? Dạ, mô Phật chào thầy. Thầy chào cái ta tháo mồ hôi hột luôn. Một cái áo không làm nên nhà sư. Cái áo là màu của nhà sư nhưng cái mặt là cô hồn. Chào thầy. Mà công nhận hai đứa bay mặc đồ hợp nhau thiệt. Chỉ cần thằng này cõng thằng kia lên thôi là thành cây đèn giao thông. Vô ngầu. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Đây không phải thầy bà gì đâu. Ai vậy? Bạn của con gái tôi á, bạn Nhi á. Nó tên gì vậy? Tên nó hả? Ừ. Tôi sẽ ngâm cho anh nghe một câu thơ, anh đoán tên nó là gì nhé. Được. Quyền bí là cái chỗ đó. Trên trời có đám mây xanh. Tên xanh phải không? Xanh. Ủa? Là cái quần ông xanh á. Mây xanh. Mây xanh, mây xanh là quyền bí là cái chỗ đây nè. Trên trời. Trên trời. Nó tên thiền nào ông ơi. Quá vậy mà đố không ra. Trên trời với xanh xanh mệt. Đây là bác Tư. Ồ dạ. À, bạn của bác ở gần hàng xóm đó. Ủa, sao con nghe giọng bác Tư hình như là dân miền Tây thì phải à? Ủa, con bác là... Bình định. Ủa, vậy sao hai bác là gần nhà hàng xóm nhau được? Bình thường. Có chuyện gì đâu khó khăn. Ngày xưa bác ở Bình Định, bác đi đoàn hát, bác gặp bác gái mày là người miền Nam ra hát, ta lấy bả, ta đem về Bình Định. Ta mới đi buôn, ta gặp ông đây. Hai anh em tâm sự, thấy tâm đầu ý hợp, ta rủ về quê vợ ta chơi. Rồi xong rồi bắt đầu ta đưa về quê tao chơi. Dạ. Vợ tao mới rủ bạn tới chơi. Ông hốt một con Bình Định lại ông trả thù. Nói chung là trao đổi hai chiều. Nhưng mà ông thấy đất Bình Định bác dễ sống rồi. Ông ra rồi đó, ông ở luôn. Đó. Dạ. Là tụi tao trở thành người hàng xóm thôi. Dạ. Thằng đây nó ở miền núi không ơi. Mình ở Bình Định mà còn mình ở Bình Định mà còn tráng hơn nó. Nó đi. Tôi đoán. Sao quen con gái anh thành phố hay vậy? Mệt quá, ông thì từ trong Nam mà ông tuột ra tới Bình Định ông lấy được thì nó trên miền núi nó tuột xuống miền xuôi nhanh hơn mình đó. Ủa, bác, sao nhậu nhẹt gì không có mồi vậy trơn vậy nè? Đây, trời ơi, mày nhắc ai tao mới nhớ, đây rượu bầu đá quê tao đây. Bầu đá đây hả bác? Mày uống đi, mày sẽ thấy con ở đây mới là rượu đây con á. Dạ, con xin phép hai bác. Rượu dạ, như nước trà thấy gốm. Dạ. Uống đi mày sẽ tơ ngừ. Rượu
rượu và có một cái bầu đá thôi chứ đâu phải rượu ngũ hành sơn đâu mà. Dạ. Nó uống vô nó thành tề thiên hả? Dạ thầy bác, rượu gì mà con uống vô mà con tê tới 3-4 lần chưa hết nữa. Vậy mới kêu là rượu, bữa hôm rượu mày đưa uống lạc nhanh. Dạ, dạ thưa bác gái con mới về. Ủa, con dạ. Mới về dạ, dạ, đưa đây con. Dạ, đi. Nè, nhậu đi, nhậu chung với bác Tư đi con. Dạ. Nè, cái đuôi á, tôi rồi, nấu á, còn cái đầu lát nữa nấu canh. Ăn đi, ăn đi con, dạ, ăn đi. Dạ. Dạ, con mời. Khoan, trước khi ăn để mà tôi về giải thích. Con cá này không phải con cá bình thường. Quyền bí là cái chỗ đó. Quyền bí nữa. Tại sao tôi nói là con cá này nó không bình thường? Tại sao? Con cá đây là cá giang hồ. Anh thấy nó có xăm mình hay không? Ba chữ đây. Biết cái nghĩa của chữ này là chữ gì không? Chữ gì? Tôi là cá. Nó xăm xong nó thấy trời ơi tại sao ta kêu ngạo dữ vậy. Nó mới xăm ngược ba chữ này lại để nó cải chính. Nó nói cá là tôi. Nói chung là con cá thôi anh. Anh rảnh quá. Dạ. Thì rảnh chứ đâu có làm gì đâu. Ông à. Ngon quá. Nè tôi lo cho chị Tư trong bệnh viện á. Mền gối đó hả? Mền gối đồ đạc. Bác mình mình gói bác sách đi đâu vậy? Đưa cho chú Tư đem cho bệnh viện cho bác gái. Cái dạ. Nhà đây là nhà của ai? Dạ nhà của Nhi. Nhà của Nhi thì đồ của con Nhi mắc mớ mày ý kiến ngầu xuống đi. Dạ bác Tư cứ lấy xài thì bác Tư dạ không sao đâu. Dạ có sao. Dạ ăn đi. Dạ. Dạ bác dùng đi bác. Dạ. À, trước khi nhậu tôi sợ tôi say rồi tôi quên. Dạ. Đó là phần của vợ tôi. Dạ. Còn tôi sẽ tặng cho anh một món quà gọi là tặng quà trong Sài Gòn chứ đáng lý tôi đem về cũng được. Dạ. Tôi sẽ tặng cho anh một cái giờ vờ giờ. Giờ vờ giờ. Trời bác cái đó cái gì? Nhà đây của ai? Dạ nhà của Nhi. Vậy thôi ý kiến gì con? Nhưng mà ta sẽ tặng cái giờ vờ giờ. Đi vô gỡ người ta dây điện không à? Dạ cái đó. Gỡ cái giờ vừa giờ á? Dạ cái đó. Cầm cái đường vô luôn. Nhưng mà nhà đây nhà của ai? Dạ nhà của Nhi. Nhà của Nhi ta lấy đồ con Nhi mà đi cầm vô. Mày nhiều chuyện hả đàn ông gì đâu mà. Đi. Lấy cái giờ vừa giờ nghe. Gì? Tôi thấy hình như thằng này nó không thích tôi. Anh cho đồ cái mặt nó nhăn nhăn khó chịu quá. Thôi qua đừng nói vậy. Nó con nít nó biết cái gì. Nó có nhăn hay không là mình phải suy nghĩ lại mình. Mình ăn ở sao con nít nó không ưa vậy thôi. Dạ đây nè bác. Đó. Đây tôi xin tặng cho anh cái giờ vờ giờ. Cái này người ta kêu là DVD bác. DVD còn khí mày làm tao không biết chữ hả mày. Giờ vờ giờ tức là đem vờ đi. Vô đây Ngọc. Dạ. Mời anh Năm. Chưa đâu. Cái đó là nhỏ thôi, tôi sẽ tặng cho anh một cái tờ vờ. Trời gì nữa? Bác cái tờ vờ nó to bằng cái cửa đây dạ, nè. Dạ, cái đó. Ồ, cái truyền hình cái gì? Không, cái truyền hình là ở sau nó có một cục to như ở ngoài mình xài có cục to, ở trong này nó mang cũng chừng này thôi. Ồ. Treo trên tường được mà. Vậy. Tôi sẽ tặng cho anh cái tờ vờ. Cảm ơn anh nha. Nè, còn cái đầu tôi nấu canh ngót á, mấy ông nhậu đi cho nó. Rồi, ăn đi con, ăn đi. Đó, bác gái mày làm đồ ăn cũng tuyệt chiêu lắm đó con. Ăn đi. Khoan, để cho nó nghiên cứu. Tôi bắt đầu thích thằng đây rồi. Ăn là phải biết nghiên cứu thức ăn. Rất ngon đúng không con? Rất màu. Cái gì vậy? Bông bông bèn bèn à. Tự nhiên nó thấy con cá rồi nó kêu bóng tới chi? Bạn tôi à. Bạn mày là con Nhi con ta biết rồi phe chi? Bạn tôi chết hoang quá. Ê bà nội cha mày con ta chết rồi nào ấy. Bác cái gì? Sao bác làm vậy? Làm gì? Con cá. Nhà đây là nhà của ai? Nhà của Nhi. Nhà của Nhi vậy con cá của ai? Con cá của con. Ê, con cá của Nhi. Con cá của Nhi nó mới mày khóc. Gì vậy? Bạn tôi. Bạn tôi. Bạn tôi. À nó nhỏ
nhậu nó cũng muốn nghe nhạc như mình. Được rồi, tôi sẽ hát trình bày cho nó nghe bài hát được mang tên Bạn Tôi. Bạn tôi sáng nhìn ăn đi vũ trường. Bây giờ mày muốn cái gì? Bác bác đâu phải gì ghét con cám đâu mà bác bắt con cá nó ăn vậy à? Mày đàn ông mà sao nó nói chua chát dữ vậy? Mệt nó thiệt á. Nhậu mất ngon. Chắc chắn là thằng này nó không thích tôi rồi. Để tôi đi về. Thôi anh về đi. Đi về bằng cái gì? Xe ôm. Thôi đồ lính kính láng cán mà đi xe ôm cho được. Ê tớ biểu mày. Dạ. Cái thằng bạn của bạn tôi tới đây. Cái gì bác? Nãy giờ ăn chùa rau. Dạ. Uống chùa rau. Nhờ cuốc xe chùa được không? Dạ được. Mày được mà như mày chửi trong mặt tao ơi. Mày cư lên coi. Cư. Cư mặt nó đẹp mà nó cười nó lên giống con khí quá. Cư lên. Chở bác Tư về làm gì không? Đi đi. Mời bác Tư ra xe. Cá mà biết gì đâu, nó vô tội mà. Tự nhiên mần thịt nhỏ ăn à. Đâu biết đâu, đi nhỏ nằm trong hồ bắt nhỏ ăn thịt à. Thứ đàn ông gì mà lem bem. Sau này con nào lấy thằng này cũng vô phước lắm nè. Thôi, nói chuyện năm tôi về. Thôi về. Về nha. Chứ giờ nhậu nhẹt cũng ngon lành gì nữa đâu. Anh ơi cho hỏi. Cái gì? Cái con cá đó, là cá gì mà tôi sẽ ăn chút xíu mà tôi mới chọt chọt bụng rồi đó. Mình ăn cá ở sông hồ nó quen rồi, cá đó là cá thiên nhiên. Mình ăn nó bình thường, còn cá đây nó nuôi bằng nước phong tên. Trong nước phong tên nó có thuốc tẩy, ăn vô nó rửa ruột chứ không có gì đâu. Đừng suy nghĩ. Thôi tôi đi về nha. Tôi về. Gửi lời chào chị Năm cái nha. Ơi. Nói bà bốn bữa nào tôi vô thăm nha. Rồi tôi về nha, cảm ơn nha. Rảnh tôi vô thăm. Ơi. Vậy nha. Rồi. Lẹ lẹ đi bác Tư. Từ từ. Dạ bác Tư ngồi trước nha bác Tư. Dạ. Dạ cảm ơn bác Tư. Ra nhập cho nó khóc bác, kia nữa vậy. Bác Tư sao bác Tư ói là xe con vậy? Xe đó là xe của ai? Xe của con mà. Thì mày xe mày thì mày đem đi rửa đi. Đó mà cũng khóc mà. Quý ra còn chọc cho nó cừ. Nó khóc sùm ở quán. Đồ ăn không ăn. Bỏ uống. Thôi mình ăn. Ôi. Sao ông ăn cũng mứa mình ăn được không? Trong đồ ăn trong thành phố lại tràn trề lên láng. Trong khi đó hai đứa nhỏ không có cái gì ăn. Để điện về quê hỏi thăm coi. Số điện thoại bà Bảy số mấy ta? Em ơi! Ơi! Cái gì vậy? Cho anh số điện thoại bà Bảy ơi. Trời đất ơi! Điện thoại tôi liền nó mất tiêu rồi trời. Bà có ghi mà. Tôi ghi mà tôi. Ủa tôi liền nó mất tiêu rồi trời. Trời ơi! Vậy mà cũng có cái số điện thoại để điện về hỏi thăm con cái nó ra sao. Cũng bỏ mất đi. Cái gì? Bây giờ chỉ có một mình con Nhi nó biết rồi, ai biết. Con Nhi nó đi rồi nó dặn sao? Không biết thì hỏi 1080. Chỗ bấm đâu? Quà. có tôi quy. 1080. Alo. Phải không con? Bác Phỉ. Biết tao không? Chà mày biết được. Chà mày biết chứ, cỡ tuổi con sao biết bác được. Cho bác xin số điện thoại bà Bảy đi. Bà Bảy ốm bán rượu gần nhà tao ở Bình Định đó. Cái bà Bảy mà mày tệ quá, hàng xóm láng giềng mày không biết là sao mày. Không biết là cứ mày. Nhiều chuyện. Thôi đâu hàng xóm láng giềng mà không biết nhau. Vậy mà con tôi nó nên hỏi 1080 cái gì cũng biết. Mệt ngủ. Ui.
nằm ở đây ba. Nhi ơi. Dạ. Có phải con giàu dữ vậy không Nhi? Dạ con giàu thiệt á. Nhi ơi. Dạ. Có phải nhà này là nhà của con không Nhi? Dạ nhà của con. Mà thôi ba vô trong nhà ba nằm đi. Ba nằm ở đây là máy lạnh nè, nó thả xuống người ba hơi khí là ba bệnh đó. Ba ơi. Ba. Ba. Ê. À, đứa nào vậy? Con Nhi. Sao mày làm gì đang ngủ mày làm rần rần mày? Ủa ba đang ngủ hả? Đang ngủ. Đang ngủ sao mà nãy giờ con đi về ba hỏi con tùm lum vậy? Tao hỏi mày gì? Có mà ba hỏi quá trời. Không có hỏi gì đâu. Ủa là sao? Mơ hả? Nằm mơ hay chứ không? Nằm mơ mà hỏi như thiệt vậy làm hết hồn. Ê, ba đang nhậu hả? Đang nhậu á. Ba nhậu với ai vậy? Nhậu với bác Tư. Bác Tư nào? Bác Tư chồng bác Bốn đó. Đó, ông đem từ quầy quẻ vô đó. Dạ. Với thằng gì á, thằng gì trời đánh của mày đó ai biết? Anh Thiên á hả? Thiên á. À, trời ơi má giỏi ghê ta. Vô đây mới có mấy bữa mà biết đường đi chợ luôn. Biết khỉ á. Ta không dám ra đường mở đó đi chợ. Này. Khen là khen con á. Dạ. Mày giỏi. Mày biết cha mẹ vô đây không ra đường được á. Mày mua cá mày rộng sẵn chỉ bắt là ăn thôi. Đâu mua đâu. Cái gì? Con chết cha. Con cá này chết cha. Ba ơi, ba ăn con cá nào cũng được, sao ba lại đi ăn con cá này vậy ba? Ba đúng một con này gọi là cá thôi đó. Ba ăn con cá này là ba giết con rồi ba ơi. Ê, không có giỡn chơi nghe mày, giỡn mặt nghe mày. Con nói thiệt. Mày nghĩ sao nuôi mày tới lớn rồi vậy, ăn có con cá mày tao giết mày là sao? Dạ, tại... Mày tiếc cái tao con cá hả? Dạ không phải. Được rồi, tao kêu mẹ mày ra để cho bà chứng kiến à. Bà đâu đâu? Cái gì mà ra đây, ra đây, ra đây. Cái gì mà la ông xôm vậy? Đây, bà ra bà coi con gái cưng bà đây. Ông cái tật ông ào ào à, cái gì vậy? Hỏi nó đi, hỏi nó đi, hỏi cái nó gì, đi gì? Rồi sẽ hối hận. Cái gì mà ba mày lung xôm vậy nè? Con cá, sao má bắt con cá trong hồ má ăn vậy má? Sao vậy? Con tiếc chị ba con cá hả? Dạ không phải. Tại con cá này là con cá của... Con cá của gì? Dạ của... Trời đất ơi, cho ba mày ăn có gì đâu mua con khác cho con chứ gì đâu. Dạ không phải, tại nó là... Của... Không sao đâu. Gì vậy? Ủa? Anh cũng có ăn nữa nè. Tôi biết là tôi chết rồi. Trời ơi. Ngồi đi con, sao? Có gì nói cho bác nghe. Sao? Sao vậy Nhi? Dạ con. Ra biểu coi. Dạ. Cái gì mà nó làm xong vậy nè? Không mệt quá để ý nó chi. Đồ ăn người ta ăn không hết rồi, bây giờ bỏ uống nè. Nè. Không ăn đi. Dạ con. Ủa, tao lạy mày nín đi mày ơi. Mà cái chuyện gì? Mày xấu mày đông về ác miết à. Ăn đi. Ngồi xuống. Ăn đồ nè. Người ta không có ăn, ăn bỏ vậy tội chết cho nghe. Ăn đi con. Ăn đi. Gì vậy con? Sao vậy? Bạn con. Bạn con ai? Sao bạn sao, con? Sao mà nó ăn nó khóc như khóc chết vậy trời. Đây, cho mày cây nữa đó. Làm gì ba? Mày dơ lên đi. Mày hạ xuống. Dơ lên mày hạ xuống đây. Ông ơi, nó khóc mà ông còn giỡn cái gì ông biết nữa. Khóc con khỉ. Có con cá trong mà thương tiếc dữ vậy. Ủa kỳ vậy, thôi ăn đi con. Ăn đi mày. Mang tội chết nè, bỏ vợ. Ngu điên à. Ăn đi. Ăn đi. Nè. Gặp. Hai bạn tôi. Hôm qua mình làm cái gì có lẩu lắm nè.
Dạ. À đúng rồi, điện thoại cho 1080 xin lỗi nó cho. Alo. À, chào con. Cho bác gặp con nhỏ hôm qua. Con nhỏ hôm qua đó chứ con nào. Mày kêu con nhỏ con gái á. Nhà mày mấy chị em? Đang ở chỗ đó mấy bao nhiêu đứa? Wow, 60 đứa rồi hả? Cái nhà đông đứa vậy? Không biết con nào hả? Tao thì con gặp đứa nào mà con gái đó nghe. Mày nói là cho cái ông hôm qua chữ xấu xả đó, ông xin lỗi nha. Cảm ơn con. Chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Đó là thăm cha mẹ luôn. Quá lịch sự. Không ai lịch sự như mình. Trời ơi, tắm xong nó đã làm sao á ta. Cái hơi này đâu phải hơi vợ tôi. Là ăn trộm. Chết. Nếu có ăn trộm thiệt. Không phải rình thâu chứ không, nó ăn cắp hết đồ nhà con mình hết chứ. Chết. Trời ơi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, tay chân nó cứng đến hết trơn. Cháu Thiên mình đâu có hút thuốc đâu ta. Nhà có chợ. Đứng lại. Đứng lại. Làm gì mày thủ gió hả? Xin lỗi, mày dân mình định ở cái giò. Mày bàn cái giò tao không? Tao có đũa, tao cũng có đũa vậy. Ông là ai vậy? Không cần biết tao là ai. Tại sao con ở trong nhà này? Ở trong nhà con tao đang ở. Mày đi ăn trộm hả? Mày ăn trộm mày cũng đồ lè lẹt vậy. Mày không sợ tao túm đầu mày hả? Đứng lại bây giờ. Đứng lại không? Bây giờ cô đứng lại hay không? Cô đừng. Ôi cha cầu ơi. Wow. Wow. Vậy ông là trời đất ơi. Trời ơi, cha già chết chết. Ôi trời ơi. Trời ơi, ông mới lên đây có mấy ngày mà ông chở cái gái vô nhà vậy hả? Cái gì vậy? Ôi, đâu có được. Trời ơi, còn cô này ở đâu, cô vô đây vậy nè. Trời ơi, đẹp quá mà. Cái gì vậy? Trời ơi, ông không biết vô hả? Hả? Ông đứng lên, đứng lên đây cho tôi. Đừng sát vô cho tôi. Cái gì vậy trời? Đừng sát vô. Đâu? Sưng không? Sưng không? Hả? Sưng. Ông nói vậy hả? Ông nói vậy nữa phải không? Qua đây. Ông qua đây. Qua cái đây. Cái gì đây. Vậy trời ơi? Ôm tôi coi. Cái gì? Sưng không? Trời ơi. Miễn cưỡng có thể. Thấy không? Ông điên rồi. Đây là nhà của con gái. Không phải, nhưng mà tôi với bà là vợ chồng. Không có vợ chồng ở đây nữa. Ông quá ông lắm rồi. Trời ơi, cô ở đâu? Vô đây chị. Nhi ơi. Dạ. Nhi đâu rồi? Mày ra đây. Ra dạ. Đây mày nói chuyện cái với ba. Cái gì vậy? Im lặng đi. Rần rần. Rần rần cái gì? Hả? Dạ. Ông muốn tôi nói cái gì nữa đây giờ? Tôi có làm gì đâu. Không có làm gì đâu hả? Bình tĩnh coi cái gì vậy má. Trời ơi, ba mày xanh tạc rồi. Dạ. Ông mới ra đây. Tao không có làm gì đâu. Ông có làm hả? Ông nằm ấm ấp đứng đây mà ông không làm hả? Trời ơi. Làm chuyện gì kỳ vậy bác? Tao có làm gì đâu mà bà nói tao ấp trứng mày khoe không? Từ từ để con hỏi người ta đã. Trời ơi. Xin lỗi, cô là ai vậy? Cô Tiên. Trời ơi, xấu thấy mẹ mà nói Tiên hả? Mẹ quê quá nói Tiên hả? Ê. Thì tôi nói tôi nên là cô Tiên. Vậy đó. Có thể gì? Tại vì mình đang ở thành phố mà. Cái gì? Mình đang ở Sài Gòn đúng không? Là sao? Có thể đây là Sài Gòn cô Tiên năm 2000 mà. Trời ơi, ông còn ca hát ở đây được nữa hả? Má bình tĩnh. Dạ. Ông giết tôi mà. Ôi, dạ thưa hai bác, con mới về. Bác. Chào con. Hôm nay nhà mình có chuyện gì mà bác hát ca vui vẻ vậy? Vui con khỉ á, con quý kia nó vô nó hại tao gần chết rồi kìa. Cô về nào vậy? Con đi đâu vậy? Để nhà người ta đánh cô kìa. Đứa nào đánh cô? Cái bà lùn ở đó. Bà lùn. Lùn mẹ mày. Mày cao hơn tao hơn, mày nói tao lùn dạ, hả? Dạ, hả? Mày dám nói tao lùn hả? Thôi mẹ. Nó dám nói tôi luôn. Thôi mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
mà bị tăng xong rồi sao? Thấy chưa? Thôi mà. Nó nói tôi lùn không khác chưa? Có gì đâu mà tức, chừng nào nó nói bà cao bà mới tức, hiểu không? Cái gì nó đúng rồi tao? Tôi tức quá, trời ơi. Họ là ai vậy Thiên? Dạ tôi. Chào đại. Ông làm nhục tôi phải không? Làm nhục cái gì? Để bà dựa mà. Đây đây dựa đi. Tôi nói cho cô biết, tôi là ba của con Nhi, chủ nhân của căn nhà này. Không phải. Anh đứng lên á. Ba là ai? Anh đi đâu? Tôi là má của con Nhi, đồng sở hữu căn nhà này. Má. Vậy đi cho nó sợ. Con bán nhà hồi nào sao con không nói với cô vậy? Không phải đâu. Con đâu có bán nhà đâu. Vậy chứ họ nói cái gì? Dạ. Con nghe cô hỏi nè. Nhà này là nhà của ai? Nhà của Thiên hay là nhà của Nhi? Dạ. Nhà, dạ, nhà này dạ, là nhà, nhà của Nhi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Dạ. Mày giỡn mặt hả mày? Dạ đâu có. Mày nói rõ ràng. Nhà đây là nhà của ai? Nhà của Thiên hay là nhà của Nhi? Dạ. 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 Nhà của Nhi. Trời ơi. Tụi hàng hai đứa hai chiếc dép lào chết mẹ bây giờ. Ủa tụi bay muốn giỡn mặt hả? Hả? Bây giờ nhà ai nói rõ ràng coi. Nhà của ai? Dạ. Nhà của Thiên. Nhi. Trời ơi. Bà nấu điên. Để cho tôi. Bà làm gì quánh đó hả? Quánh cái gì? Tiếp tục nói. Hả? Vợ tôi rất là có máu văn nghệ. Bà đang làm nhạc trưởng đó. Bây giờ tôi với cô bỏ qua thù oán, chúng ta sẽ song kiếm hợp bích để tìm ra chủ nhân của căn nhà này. Tôi với cô. 2, 3. Nhà này là nhà của ai? Nhà của Thiên hay nhà của Nhi? Nhà này là nhà của Nhi. Của Nhi, của Nhi, của Nhi. Của ai, của ai, của ai? Của ai? Tụi bay phải nói cho rõ ràng. Tao với ba mày lớn tuổi rồi, không phải vô đây tụi bay nói muốn nói cái gì nói. Dạ 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 thưa bác. À, của con hay của Nhi gì cũng vậy à bác. Bởi vậy tụi con sắp cưới nhau. Dạ đâu, đâu có. Dạ. Vui quá, không còn thọt lét cũng cừ. Xin lỗi, nhà tao không có bác rể. Xin lỗi, nhà này cũng không có bác dâu. Xin lỗi, nhà này không có bác trước. Đồ bác trước. Con bước ra đây. Nhi, qua ba đây. Dạ. Qua đây. Sao vậy hả? Con là nhà có ăn có học mà. Tại sao cưới vợ cũng không có nói với cô, cũng không có báo với ba vậy hả? Dạ. Nhi. Dạ. Sao vậy hả? Mày là người có học có ăn. Tại sao mày đem mày dâng không cái nhà cho trai là sao? Mày bước ra đây. Dạ. Bước ra đây. Mày trả lời cho tao biết. Mày trả lời cho con áo bông kia biết. Kể cả con két này nữa. Mày nói cho người ta nghe. Nhà này là nhà của ai? Nói đi. Dạ. Nhà này nhà của anh Thiên. Cái gì? Lại đùa. Con tôi nó thích đùa mà. Ông hỏi lại đó coi. Tao hỏi lại một lần nữa. Mày phải nói cho tao biết. Ngồi xuống đây. Nhà đây là nhà của ai? Nói. Dạ con xin lỗi ba má. Nhà của ai? Dạ nhà của anh Thiên. Ông làm vậy không? Mày nói cho rõ ràng. Tại sao là nhà của thằng Thiên? Mày nói đi. Dạ con xin lỗi ba má. Tại vì con thấy ba má ở dưới quê làm lụng cực khổ, mà lâu lâu muốn lên Sài Gòn chơi. Con thì con chỉ là sinh viên nghèo, con không có cái gì hết á, nên con mượn nhà của anh Thiên cho ba má ở. Trời ơi. Nhi ơi là Nhi ơi. Sao con giết ba má như vậy hả Nhi? Con xin lỗi. Nhà của người ta mà con nói nhà của con là con giết ba má rồi Nhi ơi. Ba má nghèo chứ mà ba má đâu mà cần như vậy mà con làm vậy nhục ba má quá con ơi. Con xin lỗi má má. Sao con giết ba má mà cách đây vậy Nhi hả Nhi con ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ông ơi nó giết mình ông ơi. Tôi hiểu rồi, không cần phải nhìn. Nhưng tôi báo cho cô biết, dù tôi có già tôi vẫn nhìn ra được ánh mắt của cô. Ánh mắt của cô không phải dành chủ nhân của căn nhà này, mà ánh mắt của cô là ánh mắt gợi tình, đúng không? Xin lỗi cô.
Tôi không phải vua chúa. Vua thì có tam cung lục diện, đàn ông thì có thể có năm thê bảy thiếp. Nhưng tôi cũng biết phân nặng nhẹ, biết phân tốt xấu. Xin lỗi cô, cỡ bốn người như cô đứng lên cân quay, cô vợ tôi còn nhảnh cô nhõng đầu á. Cô không có cửa đâu, bỏ cái ý định đó đi nha Diễm. Tính cua tao hả? Đi lên lầu. Hả? Lầu là lầu nhà của người ta mà ông. Nhưng mà đồ là đồ của mình. Trời ơi, Di ơi, giết ba ba. Bác ơi, con. Không, tao không chờ với cái gia đình Discovery như nhà mày. Ba má. Cô à, cô không có hiểu gì hết á. Cô đi đường xa chắc cũng mệt, hay cô vô trong cô nghỉ vậy cô. Cô chờ nghe con giải thích đó. Anh xin lỗi. Anh nghĩ là sẽ tạo được niềm vui cho ba má em, nhưng anh không ngờ mọi chuyện nó lại dở lỡ như thế này. Anh xin lỗi. Anh không có lỗi. Lỗi là tại em. Tại em đã chưa suy nghĩ cặn kẽ mà đã vội vàng quyết định. Em xin lỗi. Tất cả những thiệt hại ba má em đã gây ra trong thời gian qua, em sẽ ráng em làm kiếm tiền em trả. Không cần đâu. Những ngày qua sống chung với hai bác, niềm vui đó nó còn đáng giá hơn. Bây giờ em hãy vào trong, giải thích cho hai bác hiểu và đừng có giận anh nữa nha Nhi. Má ơi. Hello. Anh hai hả? Hình như là con của anh á đang bị người ta gạt để lấy mất căn nhà. Yes. Anh lo thu xếp rồi về Việt Nam cơ. Yes. Ok. Dạ. Dạ bye anh. Chuyện của con không có liên quan gì tới ba hết. Cô gọi điện làm cái gì? Thiên, con không thể nói ba con như vậy. Ông ta xứng đáng là ba của con à. Chính ông ta đã bỏ má con để má con sinh bệnh uất ức mà chết đó. Nghe cô nói nè, đôi khi chuyện của người lớn á, con không thể hiểu hết được. Sau khi con học xong đại học và con đã bỏ nhà ra đi tự lập, ba của con đã vất vả đi tìm con. Nhưng mà nhớ lại cái thời gian đó, ba của con rất là đau buồn và thương nhớ con. Cảm ơn. Con không có diễm phúc đó đâu. Nhưng đó là sự thật. Vài hôm nữa ông ấy về Việt Nam mà con sẽ thấy ông ấy như thế nào. Chỉ ở độ tuổi 50 thôi mà tóc ông ấy đã bạc trắng cả đầu. Thiên à, tuy ông ấy ở bên Mỹ nhưng ông ấy luôn quan tâm tới cuộc sống và công việc làm của con ở đây. Công ty quảng cáo của con đó mở cửa chỉ được vài tháng mà có đông khách hàng thế sao? Chính là nhờ ba con mời tất cả các bạn làm ăn chung đến ủng hộ cho con. Không thể nào như vậy được. Chắc con vẫn còn nhớ cái thời gian mà công ty con sắp phá sản đó. Cô gửi tiền về cho con, số tiền lớn đó cũng là tiền của ba con. Ông ấy luôn quan tâm tới con, tại sao con không mở lòng ra tha thứ và chấp nhận ba con? Trái tim của con đã trở thành sắt đá rồi. Chính trái tim ông ta mới bằng sắt đá khi đã ruồng bỏ má con. Bây giờ má con đã chết rồi, má lúc nào cũng phải cô đơn lạnh lẽo. Trong khi đó ba lại đi lấy vợ khác đó. Lần này cô về Việt Nam là cô muốn ba với con hai người hòa thuận lại với nhau. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là cô của anh nói đúng đó. Tại sao anh không cởi lòng ra mà thông cảm cho cha của mình? Cô biểu tôi phải thông cảm như thế nào đấy? Tôi nghĩ là
Chuyện má anh mất, ba anh cũng đâu có muốn như vậy đâu, đúng không? Và ông ấy có quyền đi tìm một hạnh phúc mới chứ. Ví dụ như vậy nha, ba má tôi, hai người rất yêu thương nhau. Trong nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười cả. Nhưng nếu như một ngày nào đó giữa hai người không còn tình yêu nữa, thì có phải là sống bên cạnh nhau sẽ cảm thấy ràng buộc, sẽ cảm thấy rất là khó chịu? Anh thấy như vậy có đúng không? Mỗi người có quyền đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình chứ. Còn ba anh rất thương anh, rất quan tâm và lo lắng cho anh. Tại sao anh không hiểu? Anh thương ba mình lắm đúng không? Nhưng tại sao anh không nói ra chứ? Anh cố chấp như vậy để làm cái gì? Và nếu như một ngày nào đó ba anh cũng sẽ ra đi và không bao giờ trở lại giống như má của anh, liệu lúc đó anh có quỳ xuống trước mộ ba mà nói là: ba ơi, con thương ba lắm? Lúc đó ba anh có nghe được hay không? Cô nói đúng. Có lẽ tôi cũng cần phải suy nghĩ lại. Ông ơi, anh phải suy nghĩ nhanh lên. Nhanh lên kẻo không còn kịp sắp nữa. Sắp đồ hết chưa? Đi về. Má, đi về quê con. Má ơi, bác đi với má con. Bác ơi, bác, ông làm gì vậy? Hả? Sao tôi bịt kỹ vậy mà nó vẫn nhận ra tôi? Tao với mày không có bát chéo gì hết. Tao đứng giữa trời đất đây, tao thề tao có cơ hội bước chân vô cái đất Sài Gòn này một lần nữa, báo cho mày biết, ca lớn ca nhỏ tao quất hết. Thôi về đi con, đi. Đi. Bác ơi, để con lấy xe con đưa hai bác về quê. Cảm ơn. Đi lẹ đi ông ơi. Vợ chồng này đi máy bay quen rồi. Đi về. Dạ. Nhi, Nhi. Xin lỗi. Nhi. Con sẽ giải thích cho cô sao? Alo, anh hai hả? Đời vì vua thiếu tài, gây biên Nam Lộc Sơn, cầm dài thân gió bụi, binh tướng ta tới giữa đường bôn tàu. Đời Tác Nhạc tàn... Tác Nhạc, đúng là sợ lé. Ủa mà sao nó biết mình giữa đường bôn tàu ta? Con nói đây mà nó lồn về dưới đây dưới này trời. Cũng do mình tự nhiên đi Sài Gòn chi rồi ôm nhục đi gì à. Thiệt. Ông ơi, sao mà ông vô ngủ mà ông cứ ở ngoài đầy hoài vậy nè? Ông thức hoài coi chừng ông bệnh đó nghe. Ngủ không được. Uống nước đi. Giờ không uống ăn gì được hết. Sao vậy? Bà cũng vậy đó. Tôi thấy mấy bữa nay bà xanh xao dữ lắm đó nghe không? Có ói mửa gì không? Cái gì ói mửa? Thì thấy sợ bà bệnh thôi. Bây giờ muốn ói mửa không? Về Sài Gòn cái là ói mửa liền à? Không, tào lao, thấy bà ốm, tôi sợ bà ốm đâu. Nhi, ra biểu. Dạ. Vô lấy cái cân sức khỏe ra đây coi. Dạ. Ủa, mà để làm gì ba? Cân coi thử má mày sụt mấy ký. À, hồi hôm qua con thấy má có lên cân á, xong cây kim nó quay lòng vòng, trời nó quay luôn tới giờ. Vô đi, mày rảnh quá. Dạ. Ông á hả, tối ngày ông cứ kiếm tôi, ông nói gì đâu không vậy? Kiếm cái gì, tôi sợ bà ốm mà tôi cần thử coi bà có sụt ký không. Mà khi nghe con nó báo một cái tin là cây kim không có điểm tựa nữa là hiểu rồi. Vậy là mừng. Mà tôi nói thiệt các bà, từ cái lúc mà đi Sài Gòn về nha, từ cái lúc bà bước chân ra đây tới giờ, tôi thấy gia đình này nó không còn cái sự cân bằng nữa rồi. Cái gì mà không cân bằng? Nó có một cái điều gì đó nó rất là khó chịu mà tôi không thể giải thích được. Tôi làm cái gì mà ông khó chịu? Tôi không hiểu. Hiểu cái gì? Bước ra đây.
Bà bước ra đây cho tôi. Nè ông đừng có kiếm chuyện nữa ra nha. Ra đây. Cái gì? Bước ra đây. Sao hả? Đi qua bên đây, cái ghế bên này mới là của bà, ghế bên này mới là của tôi nè. Đó, tôi cưa cái chân ghế là để cho hai đứa mình bằng nhau. Đó. Ý định hết ràng gì tôi thấy nó chinh chinh khó chịu lắm. Sao mấy bữa nay bà không đi chợ? Không sao dám đi chợ. Trời ơi mắc cỡ muốn chết luôn à. Tưởng đâu là có tiền có bạc đi về đây cho bà con chồm sớm. Bây giờ tôi với ông còn không có tiền, tiền đâu cho người ta. Cũng hay quá, bà cũng hay quá. Biết con mình làm ăn ra sao chưa gì hết, nhào đầu đi hứa hẹn cho người này cái này, người kia cái kia. À, hứa cho thằng Sủ một con trâu, hứa cho con thuyền chiếc ghe đó, hứa toàn là tàu lao không. Thì ông cũng hứa cho anh Bãi đó, chiếc xe lôi đó ông có cho không? Giờ tôi còn đi bộ, tôi còn không có gậy, tôi chống ở đó mà cho xe lâu. Mệt quá, may mà người ta không tới đây người ta đòi á. Chứ người ta tới đây mà người ta đòi tôi với bà xuống đất, người ta cũng đào lỗ người ta lâu lên. Trời ơi, tôi có mượn tiền, mượn bạc người ta đâu mà đi kiếm tôi mà đòi. Hứa hẹn cho. À, có thì cho, không có thì thôi. Ui, chứ làm gì phải kiếm. Mệt quá thiệt. Tôi tưởng đâu là con mình á, làm ăn có tiền thì mình giúp bà con. Chứ mà con cái nó hại cha mẹ thiệt. Ý, trời đất ơi. Ông, anh Tư về rồi kìa. Anh về rồi hả? Dạ. Vô ngồi sao? Dạ, chị. Ủa, khỏe rồi phải không? Chị, rồi chị đâu rồi? Bà hết bệnh rồi, bà đi không được. Ôi chết cha. Cha nó chuyển biến chứng qua liệt rồi hả? Cái gì liệt? Chứ sao? Hết bệnh nhưng mà không có tiền đóng xuất bệnh viện, không có xuất viện được. Tôi nghe tin bà được xuất viện, tôi lật đật chạy lên Sài Gòn ha, kiếm anh chị, không có gặp ngay cái cô tiên gì đó. Tôi mới hỏi, nhà này là nhà của Thiên hay nhà của Nhi? Nhà đây là nhà của tôi. Không, tôi nói cái nhà mà tôi với anh nhậu với con cá giang hồ á. Nhà của Thiên hay nhà của Nhi? Nhà đó của nhà nước. Trời ơi, vậy là sao? Đâu có sao, bây giờ tôi cũng nói thiệt cho anh Tư thông cảm với vợ chồng tôi. Tôi cứ tưởng đâu là con Nhi nó kêu tôi với ba nó lên trên Sài Gòn á. Đó là cái nhà của nó, tôi tưởng con tôi làm ăn được. Là nữa tôi muốn giúp cho anh với chị Tư. Ai ngờ đâu nhà nó mượn của người ta chứ đâu phải của nó. Anh nghĩ coi bây giờ tôi với chồng tôi bây giờ còn không có tiền, tiền đâu mà lo cho anh. Anh thông cảm cho vợ chồng tôi đi anh ơi. Trời ơi, cái gì giờ ai thanh toán giùm tôi cái đống hóa đơn này? Hóa đơn gì? Vé máy bay first class. Nằm bệnh viện phòng lạnh, tôi ở khách sạn 5 sao. Trời ơi, tôi chết tôi rồi, tôi mới mượn tiền mua cái điện thoại siêu mỏng nè. Bây giờ là xong miễu luôn rồi. Chết rồi, bây giờ sao đi anh chị, giờ vậy là hại tôi rồi. Thôi bây giờ tôi tính vậy nè, anh đừng có buồn. Tôi với anh đi về Sài Gòn đi, đi liền bây giờ. Làm gì? Tôi vô tôi nằm tôi thế cho vợ anh đi ra. Thâu nghe. Cái gì thôi? Vừa phải đâu nghe, chồng còn ngồi sững sờ đây mà rủ trai đi Sài Gòn. Ông đừng có nói tầm vào á. Bà nên nhớ bà cái là lỗi qua của tôi. Bà là qua đã có chủ rồi nghe. Ơi. Nói cho anh nghe, bây giờ lỗ là lỗ của tôi. Bây giờ tôi lên tôi nằm thế cho chị Tư. Chừng nào tôi có tiền á, vợ tôi chuộc tôi về. Dạ thôi ba. Lỗi của con á, tại con cho nên mới xảy ra chuyện thôi, để con lên con làm lao công hay là gì á, về con rước bắt Tư gái về sao? Ủa sao tự nhiên cả nhà tôi có lỗi với anh hết vậy? Bác Năm ơi, bác Năm. Lỗi của con đó bác Năm. Ủa ai vậy? Dạ con Thiên nè bác. Ủa? Vô đi con. Nó ra đây làm gì? Dạ con vô được nhưng mà bác hứa bác đừng có đuổi con về. Thì ra đi. Dạ, ra tới bác... đây rồi mày không vô nhà. Dạ, vô bác đi. Bác người lớn bác hứa nha bác. Vô đi mày ơi. Mày Trời ơi. Sao hai thằng này nó đụng hàng nhau hoài vậy trời. Hai thằng xuất hiện là y như rằng một hộp giấc chì màu. Bây giờ nó còn chơi vàng chanh, nó kéo hàng rào tím than nữa đấy gớm không. Thôi kệ người ta mà ông ơi. Lo bây giờ mày ra đây làm gì? Dạ thưa bác, hôm nay con xuống đây là con muốn... Biết rồi. Ở đó chờ ta đi. Mày xuống mày đòi con cá chứ gì? Dạ. Rồi đầu để ta đi ra đây ta câu cá, ta trả cho mày. Dạ. Trời ơi, ba làm gì? Cái gì không biết nữa. Ta ra bắt cá đền cho nó. Cá gì mà đền cá, người ta cá kiển, cá cảnh cả triệu đồng con đó. Có 1 triệu ăn thua vậy mày? Dạ. Xin lỗi mày, cả hồ cá tao kia người ta trả không được 200.000 cho mày. Dạ thưa bác, những chuyện đó không có quan trọng đâu bác. Vậy mày xuống đây mày quan trọng chuyện gì? Mày quan trọng chuyện gì mày nói tao nghe coi. Hả? Dạ quan trọng là những ngày qua con thấy được tình cảm của hai bác. Hai bác tuy nghèo tiền nghèo bạc chứ không có nghèo nhân nghĩa. Ủa ông làm cái gì vậy? Nó đang khen đó.
tôi mệt với ông quá đi ông ơi. Thằng này á, nó nói điều này đúng nè. Tôi là người làm chứng cho. Tôi là người ở chung với anh chị trong cái xóm này. Ê ê ê ê, tiếng Việt mình nó phong phú, nói cho rõ ràng. Vợ tôi vẫn đang còn chồng ngồi ở đây. Anh nói cái từ ở chung là ý anh nói là sao? Ở gần chứ không có ở chung, nghe chưa? À, tôi là người ở gần với anh chị trong cái xóm này. Tôi biết anh chị là người tốt ha, vừa có chút của cải á là đã biết đến nghĩ đến người khác à, giúp người này giúp người nọ, trong đó có tôi. Nhưng mà tôi nói thiệt, anh chị quá liều, chưa biết chắc con gái mình nó có thiệt là giàu hay không ha. Vậy mà vội giúp người này giúp người kia, thấy không, trong đó có tôi nữa. Mình lớn rồi làm gì phải suy nghĩ chứ. Nghĩ lại tôi còn liều hơn. Trời ơi, mới nghe người ta hứa lắc đất mượn tiền đầu này đầu nọ, bây giờ đổ nợ. Nhưng mà dù gì á, bữa nay tôi cũng cảm ơn anh chị đã có lòng nghĩ tới tôi ha, đặc biệt là chị Năm nè. Thôi bây giờ tôi về coi trong nhà có còn cái gì để cầm hay bán không, tôi trả nợ chứ. Ham đi máy bay chi, bây giờ đồ trong nhà bay không cần máy. Dạ thưa bác ơi, hôm trước gì con, hôm trước con có nghe bác Tư cãi lộn với cô của con. Ừ, nhưng mà bác Tư cãi không lại cô con đâu. Bác biết. Dạ, chỉ có một người mới cãi lại thôi. Ai vậy con? Dạ ta không cần nhìn qua, nhưng ta vẫn cảm nhận được một điều, đôi mắt mày đang tia về tao đó. Xin báo cho mày biết, không phải một mình con cô mày đâu. Tao chấp cả dòng họ nhà mày chữ 4 ngày có lại tao không chứ đừng có nói. Tưởng gì đâu bỏ khoe, chữ lộn cũng khoe. Dạ, hôm bữa con hiểu được tình cảnh của bác Tư. Ừ. Nên hồi sáng này con vô bệnh viện rồi con rước thím Tư về quê rồi. Cái gì? Dạ, con thanh toán viện phí xong hết trơn rồi. Trời ơi, dạ. Tiền con làm cái chuyện đó. Dạ, 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 giờ thím Tư đang ở nhà, đang trời chờ. Trời ơi, thay mặt về đẹp lắm. Cảm ơn con nha. Dạ, dạ, không có gì. Quá mừng, quá mừng rồi, anh Tư ơi. Ê, ê, ê. Cái gì vậy? Cái gì ông? Tại sao ôm vợ tôi? Hả? Quá. Nên nhớ là qua đã có chủ rồi mà. Nhưng ở với anh lâu năm bây giờ tôi mới phát hiện ra một sở thích của anh. Sao? Thì ra anh cũng thích cúc đại đóa đó chứ. Bậy bạ không? Đi quá đi ông ơi. Thôi bây giờ tôi dạ, về chị Năm. Về đi anh Tư ơi. Bác về đây con. Dạ, tôi về đi anh Năm. Đi đâu đó, đi đâu đó. Cái đó là đường vô phòng vợ tôi đó. Đi cho quen chân rồi tấu vô hả? Tính lỗi xong rồi. Đi về. Ơi, cảm ơn. Thôi về nha. Rồi cảm ơn. Thôi, cái trời ơi, vợ về rồi. Vui quá. Trời ơi, mừng quá anh ơi. Dạ. Dạ thưa hai bác. À... khỏi cần. Nhi. Dạ. Đi vô lấy cái hộ khẩu ra đây. Chi ba? Trước sau gì nó cũng lấy tên tao với má mày để nó ghi vô cái giấy nợ mà. Dạ. Vô lấy đi. Dạ không có vậy đâu bác. À, dạ bữa nay con xuống đây còn một chuyện nữa. À, con muốn thưa với lại hai bác. Đó là à, con xin phép hai bác cho con được cưới Nhi ạ. À. Bạn có thể nhắc lại cho mình nghe một lần được không? Mày xuống đây mày xin cưới ai? Dạ, cho phép con được cưới. Cưới ai? Cưới. Cưới ai? Cưới bác. Ê, 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 không, không, không. Cưới gì? Cưới gì? Thấy mày bận áo quần tao cũng nghi nghi muốn cưới tao rồi. Thôi mà, ông ơi. Ba mày. Cậu suy nghĩ về tôi đơn giản quá đó. Xin lỗi cậu. Ở cái đất Bình Định này, con tôi nó không thuộc cành vàng lá ngọc, nhưng so ra nó cũng là kim cương đó. Nghĩ sao hả? Nghĩ sao có tiền viện phí của bà Tư không mà mày bắt con tao trừ nợ hả mày? Dạ, dạ, hả? Không có đâu bác, con không nghĩ vậy đâu bác. Dạ, con không có nghĩ vậy đâu. Bây giờ cứ như là tao cho mày không nghĩ cái chuyện đó đi. Dạ. Cứ như là tao cho mày không nghĩ cái chuyện đó. Dạ. Vậy mày xuống đây mày hỏi vợ. Mày dám ngồi ngang hàng với tao để mày hỏi vợ hả? Tao bằng trang phải lứa với mày hả? Nhìn! Tao dị ứng tiếng khóc tiếng cười của mày rồi. Dạ, 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 không phải vậy bác. Dạ, ít nhất mày xuống đây phải có người lớn xuống nói chuyện với tao chứ. Dạ, có. Dạ, có người lớn đi theo à, dạ. Mày đừng nói tao mày mướn người nha mày. Dạ, không, không. Người người thân của con. Nè, đừng có nói là cô Tiên nha. Không có đâu. Dạ. Hả? Chào chị Nông. Chị Nông khỏe hả? Ừ. Khỏe ha. Dạ.
tròn đời. Hôm bữa nó nghe nè, nó nghe nè, hôm bữa về ông nói gì hết trơn á, bỏ về tay te vậy, ông nói với em tiếng nào. Nè, cho cô biết nha, Qua đã có chủ rồi nghe chưa? Đúng, cô phải biết vậy giùm tôi đi. Qua đã có chủ rồi, anh vẫn biết anh là Qua đã có chủ. Nhưng mà lâu lâu cắm bình mở thôi. Má ơi, giết ông bây giờ, giết ông chết bây giờ đó. Dạ, dạ. Hả, ông hẹn về đây hả, ông làm cái gì? Hả, ông kem rồi sao? Ông già rồi, không, biết chưa? Anh bị quýu em ơi. Quýu hả? Ông quá ông rồi nha. Ở Sài Gòn chưa được. Thôi thôi, bây giờ cô xuống cô hại tôi rồi. Không có, không có, không có. Dạ, dạ lời nói đầu tiên cho em xin lỗi chị Năm, em vô ý. Dạ em vô ý ạ. Cô xuống đây cũng muốn nói cái gì? Dạ, hôm nay em xuống đây á là có tin vui. Muốn tươi với chị Năm. Muốn tươi với anh Năm. Trời ơi, cô thưa cái gì cô cứ nói đại đi cô ơi. Dạ không, anh Năm ơi, tin vui, tin vui nha. Nó vui từ trong bụng mà nó chạy lên trên miệng vậy đó. Cái gì vậy? Trời ơi. Dạ, dạ, dạ chuyện gì vậy bác? Nghe nè. Dạ. Hỏi thăm nha. Dạ. Cô đây là cô ruột của cậu hả? Dạ. Xin lỗi cho hỏi thăm một câu đừng giận nha. Dạ, chuyện gì bác? Từ nhỏ tới lớn cô ấy có lần nào xuống thăm đáy giếng chưa? Anh hỏi không nói cái gì mà cứ mỗi lần anh vui anh em mà vui hả? Ai biết cái chuyện gì? Giờ vui cái chuyện gì cô nói đi chứ? Dạ, nó vui quá thôi, bây giờ em ém mại mà nó cũng... Trời ơi, cô muốn nói gì thì cô nói đại rồi. Cô hô hô hoài vậy? Tôi mệt lắm rồi, cô nói đi. Dạ, chuyện vui phải không con? Dạ, chuyện vui. Vui quá trời đâu dạ. Ơi. Dạ. Mày có thể nào đổi cho tao một con cô khác có duyên hơn con này chút được không? Dạ, hết rồi bác. Nhất y nhất quẩn, có một bà cô một. Cầm, cầm, cầm. Làm gì cầm bác? Đi, trời ơi. Làm gì bác? Bỏ tay đâu. Trời, làm tôi cũng hết hồn mất chết rồi. Cô. Cô muốn dạ. Nói bây gì? Giờ cô nói cái đây. Gì cô nói đi, vợ chồng tôi cũng mệt dữ lắm đâu. Ngồi đây dạ. Tôi mệt quá rồi ông ơi. Dạ, em thưa chị Năm. Em thưa anh Năm. Trời ơi, sao kỳ vậy? Chắc ngồi đây tới sáng quá. Dạ không. Ủa, anh Tư. Trời ơi. Đâu quá dạ. Giờ có trời. Nói không được để tôi nói chứ. Là Diễm A có hoài vậy. Trời chờ anh Năm thì Năm. Dạ. Xe mà tới đậu nón chi trời ông. Ông nhìn coi cả cả. Nón người, người, người thằng này nó nghiêm chỉnh chấp hành lắm. Người ta ghi chữ mà không đọc rõ ràng. Người ta nói là đường dành cho xe gắn máy mà bắt buộc người ngồi trên xe ô tô âm xe gắn máy mà nó đọc thành ghe gắn máy. Nó ở sông nước mà nó mang mũ bảo hiểm là sao? Trời ơi, còn gì lịch nữa, khác gì lịch nữa trời. Bình thường thấy nó vậy là nó gan quá rồi, bình thường. Tôi còn nghe hồi xưa đi vô rồi má nó còn kể mà. Bây giờ nó bận bà ba nó mang dinh địch là bình thường, chứ hồi xưa nó học lớp 6 đó. Nó đi tắm xong rồi nó để quần ở trên, người ta lụm cái quần đi, người ta quăng dinh địch lại, nó ở chuồng nó còn dám mặc dinh địch mà. Có đâu, ông này ông nói thêm, ai mà làm kỳ cục vậy? Bận đồ như con khùng vậy. Khùng gì? Bữa nay á, tôi qua đây là có chuyện. Chuyện gì? Quan trọng lắm. Nha. Thì ra trong lúc tôi vắng nhà đó, tiền này có tới tâm tình với vậy vợ tôi. Dạ. Nó xin tên với nhau rồi. Nhờ vậy đó mà tôi mới biết được tình cảm của Tiên. Dạ. Bữa nay tôi xin phép chị Năm cho tôi được đứng ra làm mai mối cho hai người. Cái gì? Quên đi hả? Không lo cho vợ anh được rồi em bà Tiên xuống gả cho thằng chồng tôi bé không? Đâu có. Anh làm như vậy anh coi được không? Hả? Không xe nát cái nhà tôi bé không? Không phải. Nhà vậy chật thì phái quá. Má ơi trời ơi. Chị Năm. Xe nát không bây giờ á. Nói cái gì anh nói đàng hoàng, bà giết tôi đó. Ông làm gì? Ông không làm có. Làm. Thì bình tĩnh đi. Thì bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì đó mà làm bình tĩnh? Thật ra. Nói cái sao? Làm mai cho chồng tôi hả? Chuyện gì nói đi. Tại vì anh chị thông cảm, bị lần đầu tiên tôi làm mai mối tình hơi bị rối. Thật ra đó là tôi muốn xin phép chị với lại anh Năm đây cho tôi được đứng ra làm mai mối cho thằng Thai với con Nhi. Ủa thằng Thiên, thằng Thiên, thằng Thiên với con Nhi. Dạ. Trời ơi la quá tôi quýnh tôi lộn rồi. Được anh Năm. Dạ. Anh Năm nghĩ sao? Cảm ơn anh. Dạ. Anh rảnh quá. Dạ.
qua bên đây. Mày còn dám theo tao nữa hả? Qua bên đây mày. Qua đây con ơi. Cái thằng qua đây đứng. Bé, qua đây. Dạ. Trời ơi. Không, bé cũ kìa, bé luôn cũ. Đi đi. Đi đi, có chuyện bây giờ. Sao không? Nói thiệt với em nha, từ xưa tới giờ giai đoạn này anh mới phục em. Phục về nhờ có cái cô đó. Mà tới giờ anh mới biết em còn một tài rất hay. Tài gì? Em đá qua khỏi đầu gấu rồi. Có người ta nghe không được làm nhục tôi nghe. Làm nhục cái gì? Từ xưa giờ bà giận tôi mà đá toàn tới mắt cá không à. Làm đâu có chỗ á. Cái đó là khen. Bây giờ tớ hậu ý. Cái gì? Theo ý bà, nó xuống đây nó hỏi con Nhi, ý bà như thế nào? Tôi nói cho ông nghe, mình có con gái như là hũ mắm treo đầu giường. Có người ta xuống đi nói em làm ơn ông gả con gái mình cho người ta cho rồi đi. Tôi mệt với ông quá rồi. Đơn giản quá. Sao đơn giản? Bà đơn giản quá. Đúng là đàn bà ứ không có qua ngọn cỏ. Ông cái gì ông? Để đó tôi giải quyết. Tôi giao cho ông đó, ông muốn làm gì ông làm đi. Bác Tư lại năn nỉ giùm con nha bác Tư. Bác Tư nói một tiếng. Dạ. Đi về Sài Gòn hết đi. Ủa cái gì vậy? Nằm mình đi. Đi đi. Ông không đuổi ta về Sài Gòn là sao? Nói được mà anh Năm, đúng không? Ta xuống ta nói con gái mình mà ông đuổi ta về Sài Gòn là sao vậy? Sao đầu óc bà ý nông cạn vậy? Nông cạn cái gì? Bây giờ đó bà biết nó có thương con mình hay không? Trời hay ơi. Là nó lấy con mình ra con để nó gán nợ hả? Ba mày đó, người ta không thương ta xuống đây để làm cái gì? Dạ thưa bác, con mồ côi từ nhỏ nên con thèm có một không khí gia đình. Con tới được chấp nhận con. Ông làm gì vậy? Tôi nghe nó một câu tôi tội nghiệp quá tôi khóc. Trời ơi, khóc cũng có biết nước mắt nào khóc hả? Bà nhìn con người tôi có nước không? Nước khóc là phải tải từ dưới lên chứ. Đang tải là mất cảm xúc và tuột xuống luôn. Tôi lại không? Tôi mệt quá à. Cái gì tôi nói bà? Cho bà nghe. Không cần biết nó một câu hay gì. Coi như là hậu dẹp. Cái gì dẹp? Sao vậy anh? Ba. Đi về quê đi. Ủa sao đi Sài Gòn đi. Nằm ơi, tại sao mà đuổi ta về quê hoài vậy? Đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn làm cái gì? Đuổi nó gì à? Về làm cái gì? Nó muốn xuống đây nó hỏi con tôi nó phải coi ngày chứ. Nó không coi ngày mà. Dạ. Dạ con cảm ơn ba. Xin lỗi con hàng dễ vỡ. Con không nhìn thấy nó mong manh à. Dạ. Dạ con xin lỗi. Mới kêu cái gì? Dạ ba. Ba. Cậu đi quá nhanh rồi đấy cậu trẻ à. Nghĩ sao mà kêu tao ba? Chưa có gì mà kêu tao bằng ba. Bây giờ nghe tao nói đây. Mặc dù tao nghèo thiệt, nhưng muốn làm rể của tao phải có hai điều kiện. Dạ, điều kiện gì bác? Điều kiện thứ nhất, mày giàu bao nhiêu kệ mày. Mẫu năm, ngày chập mã là một, ngày giỗ ông bà là hai. Mày phải đưa vợ về quê, đồng ý hay là không? Dạ được ạ. Điều thứ hai. Dạ. Nhập gia thì phải tùy tục. Dạ. Ở đây là nhà quê. Dạ. Mày ăn mặc lè lẹt quá. Ra đường trâu nó hút chết cha mày đó. Cái chuyện của ta sao ông kỳ quá. Mày chặn nó trước chứ lỡ nó bị trâu hút chết con mình ở da. Dạ thưa bác, con mặc vậy cũng đâu có lè lẹt lắm đâu bác. Nếu mà so với lại anh ấy. Mày sắp làm rể tao, tao chỉ nói mày, tao không nói người khác. Dạ. Còn nếu tao đã nói thì tao nói cho mày nghe luôn. Dạ. Mày đừng so sánh với người ta. Dạ. Thằng đó ở đây trâu bò chạy mặt nó hết rồi. Thôi mà chết rồi. Thôi đừng có buồn. Ông khách ông ơi. Buồn mà làm gì tao? Buồn mà làm gì tao? Cái gì không? Có sao tao nói vậy người ơi? Cái gì ông sao? Vui anh Tư à. Vui. Xong chưa? Xong rồi. Tôi chờ nãy giờ mới muốn nói được câu này nè. Câu gì? Tôi nói gì? Như vậy là đâu phải là chuyện cổ tích. Sao? Mà là chuyện có thiệt. Chuyện có thiệt. Cảm ơn.